Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch cùng chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa cùng chư vị Phật tử. Tối đêm nay thì chúng ta sẽ có cuộc nói chuyện thảo luận về chuyên đề Phật pháp tu học từ xa. Thật ra thì chúng ta có rất là nhiều những cái chủ đề về vấn đề tinh thần học Phật. Nhưng mà trong đó dạo gần đây á, thì có một số những cái ý kiến, những cái khái niệm về vấn đề học Phật, đi chùa như thế nào cho nó thật sự là đúng với chánh pháp và như thế nào là nó chưa phải là chánh pháp. Thế thì hôm nay chúng ta sẽ có một cái buổi thảo luận nho nhỏ về cái quan điểm đi chùa học Phật. Kính thưa các vị, thật ra thì trong cái môi trường mà tu tập đó, thì cái người Phật tử mà quy y Tam Bảo rồi đó, hoặc là chưa có đến chùa, chưa có từng quy y Phật Pháp Tăng, nói chung là chưa hiểu biết gì về đạo Phật, thì chúng ta sẽ có một cái nhìn về cái góc độ là một cái người bình thường đi chùa và một cái người tu tập đi chùa. Tại vì đi chùa nó có nhiều cái hoàn cảnh. Ở đây chúng ta có những cái hoàn cảnh như là đi chùa vì niềm tin đó các vị. Đôi khi những vị Phật tử mà chúng ta đi chùa vì niềm tin đó, tức là chúng ta trong tâm của mình, chúng ta tin tưởng rằng là có Đức Phật, có sự hiện diện của Tam Bảo, có sự hiện diện của Phật Pháp. Và chúng ta tin tưởng, chúng ta tin rằng đến chùa để chúng ta lạy Phật. Đại phần đông đa số các bạn Phật tử chúng ta đó, thì đầu tiên là có cái niềm tin trước, đi chùa vì niềm tin trước, tức là chưa hiểu biết về Phật Pháp gì cả, nói chung là cũng không có đi sâu gì về cái lĩnh vực tu tập chi cả, chỉ mới là tin thôi, tức là về cái tín ngưỡng này, đi chùa vì tín ngưỡng. Ví dụ như ông bà cha mẹ mình đạo Phật, và mình sinh ra trong gia đình có truyền thống Phật giáo, thì mình đi chùa theo kiểu truyền thống Phật giáo, tức là ông bà cha mẹ gia đình mình đạo Phật thì mình đi chùa thế thôi. Thì những cái vị mà ở trong cái hoàn cảnh này thì đại phần đông đa số là biết đến đạo Phật, biết đến chùa là thông qua cái tín ngưỡng gia đình, tín ngưỡng thuần túy, đạo Phật thuần túy. Còn chúng ta phải hiểu rằng đôi khi chính vì cái chỗ mà chúng ta không có nâng cái tầm hiểu biết của mình khi đi chùa đó, thì chúng ta chỉ dừng lại ở việc tín ngưỡng thôi, thì chúng ta đánh mất đi một cái cơ hội để gọi là hiểu biết về Phật Pháp. Tại vì tôi nhìn thấy các vị biết không, một cái sự mà khảo sát sơ sơ đó, thì hàng năm á, trên dưới không ít rất nhiều Phật tử tín đồ, bà con bá tánh vãng lai là đi chùa với nhiều hình thức, thí dụ như là cầu nguyện, thí dụ như mùng 1 Tết đầu năm thì đi chùa để cầu bình an. Tại là cả năm thì không có đi, nhưng mà ngày mùng 1 Tết đi rồi để cầu bình an. An hay không chưa biết, nhưng mà mùng 1 Tết là truyền thống gia đình, mùng 1 đầu năm là đi chùa thì mình cũng đi. Thì đi chùa để cầu bình an, để cầu nguyện. Cái đối tượng thứ hai đó là thường xuyên đi chùa, nhưng mà không phải đi để học, để tu gì, nhưng mà đi để xin xỏ. Xin cái gì các vị biết không? Xin lộc, làm ăn, buôn bán, nói chung là xin cái lộc may mắn trên cái phương tiện kinh doanh.
Rồi có một cái đối tượng thứ ba đi chùa đó là gì? Đó là mê tín. Và cái đối tượng thứ tư đi chùa đó nữa là gì? Ngoài cái việc cúng bái, cầu nguyện, khấn vái, van xin lại lục, thì nó còn một cái đối tượng nghe có vẻ là có tính, có chút xíu tinh thần học Phật chút, đó là tu tập. Nhưng mà tu tập này thì nó lại chia ra nhiều dạng. Đó là một dạng gì? Suốt ngày và suốt đời đến chùa chỉ để tập tu theo cái niềm tin của mình. Một dạng mà suốt ngày suốt đời chỉ đến chùa và tập và tu theo cái niềm tin của mình, tức là tôn kính Phật và tin sâu nhân quả, nhưng mà chỉ đi chùa để tụng kinh niệm Phật thôi, phóng mà làm những cái việc thiện vân vân. Và cái đối tượng cuối cùng các vị biết là ai không? Là cái đối tượng nhờ thông qua cái việc đi chùa mà sửa tâm, sửa ý, sửa lời, sửa tánh, sửa nết. Thì cái đối tượng cuối cùng này là cái đối tượng mà Như Lai Thế Tôn, Đức Phật cần hướng đến nhất. Nói như vậy thì chúng ta đi chùa là để mục đích gì? Khi mà chúng ta làm một cái việc gì đó ở trên cuộc đời này thì ít nhiều chúng ta phải đặt ra một cái mục tiêu, đúng không? Và hướng đến cái mục tiêu đó để chúng ta đạt được cái mục đích cuối cùng của mình. Thì đi chùa nó cũng như vậy. Thì các vị Phật tử khi mà đi chùa thì các vị cũng phải đặt ra cho mình một cái mục tiêu nhất định. Và để cái mục đích cuối cùng của mình nó được cái lợi ích thiết thực. Thì đại phần đông đa số các Phật tử thì đi chùa thì không có đặt ra mục tiêu. Thì nghĩa là giống như tôi nói ban đầu thì có một số đối tượng là đi chùa thì để niềm tin thôi. Tức là tin có Phật, tin có cái tín ngưỡng tôn giáo này và đi chùa theo kiểu truyền thống ông bà để lại, đó là đi thôi, là kiểu phong trào đó các vị, chỉ là đi thôi chứ hoàn toàn cũng không có quan tâm, cũng không có cần thiết để ý là đi chùa để làm cái gì. Các vị biết có nhiều người á, lớp trẻ thời nay thì nó đi chùa thì không biết nó có tu không, nhưng mà lớp trẻ thời nay đi chùa thì cái việc đầu tiên của tụi nó là vào là chụp hình check in là đến chùa để đăng Facebook, đăng Zalo, đăng TikTok vân vân. Tôi thấy có nhiều bạn trẻ ví dụ như là sau một chuyến du lịch thì thế nào cũng có đăng vài tấm ảnh, thì cái chuyện đó nó bình thường thôi. Nhưng mà mắc cười nhất là có một vài bạn là sau một chuyến du lịch về là đăng là cuộc hành hương. Hành hương là có như là các vị biết không, hành hương có nghĩa là đi để mà tham quan vãng cảnh những cái chốn tâm linh, người ta gọi là hành hương. Hành hương có nghĩa là chúng ta đi đến những cái nơi mà nó có tính chất thờ tự, tính chất tâm linh, tính chất tín ngưỡng nữa, thì chúng ta tham quan vãng cảnh thì gọi là hành hương. Thế thì đa số các đoàn hành hương, các bạn trẻ đó đi theo đoàn hoặc là đi riêng lẻ hoặc là đi phượt gì đó chẳng hạn, thì đến chùa thì cái việc đầu tiên mà các bạn ấy làm là chụp hình check-in đinh để đăng Facebook, thông báo với cả quần hùng, bá quan văn võ, thông báo với cả toàn thể mọi người biết là hiện tại tôi đã có mặt ở cái ngôi chùa này. Đó là việc đầu tiên các bạn trẻ làm. Còn đối với những người lớn á, những người mà có một chút xíu về góc độ tâm linh á, hay là có một chút xíu về góc độ tu tập á, thì cái việc đầu tiên khi đến chùa thì các bác các chú ấy làm là gì? Đó là đốt nhang, thắp hương, khấn vái, cầu nguyện. Thì cái việc cầu nguyện mang tính chất tầm gửi đó thì nó cũng có cái giá trị của nó chứ không phải là không. Chúng ta khoan tạm nói chuyện đó, nhưng mà cái việc đầu tiên của các bác các chú là thắp hương, khấn vái, cầu nguyện. Còn những cái đối tượng mà họ có chút xíu về vấn đề mà nghiên cứu á, thì việc đầu tiên họ làm đó tức là họ làm cái gì các vị? Những việc đầu tiên của những người mà nghiên cứu Phật pháp đó,
Khi mà đến cái ngôi chùa đó, việc đầu tiên họ làm là họ tham quan xem cái ngôi chùa nó kiến trúc như thế nào, về mặt góc độ phong thủy ra sao, rồi về góc độ chư tăng ni tu tập như thế nào. Và cái điều đó là những cái điều mà chúng ta thường thấy trong cuộc đời. Thế thì đạo Phật của chúng ta không phải là hướng con người ta đến cái chuyện tín ngưỡng thuần túy không, mà giáo lý của đạo Phật đó là đưa con người ta đến chỗ giải thoát, an lạc, tự tại. Sau khi đã ngộ ra tất cả những thứ mà bản thân mình bị ràng buộc thì đó gọi là giải thoát. Thế thì cái mục tiêu mà các vị Phật tử đặt ra khi đi chùa đó là gì? Là học và nghiên cứu giáo lý của đạo Phật, để từ đó áp dụng vào thực tế bản thân, rồi thực hành nó một cách xuyên suốt, để rút ra những cái kinh nghiệm cho cuộc đời của mình bây giờ và tương lai. Nhưng mà ít có ai mà để ý đến cái vấn đề này lắm các vị. Đại phần đông mà bà con cô bác đi chùa thì thường cứ chú trọng đến việc cúng bái cầu nguyện là chính. Ở đây chúng ta không có chê trách, mà là chúng ta nói là để mình nhìn nhận vấn đề. Chứ còn chuyện thí dụ như chưa biết gì về Phật Pháp thì người ta đi chùa người ta cầu nguyện là chuyện rất tối ư là bình thường. Tuy nhiên là chúng ta nhìn nhận thì chúng ta thấy rằng đi chùa nó có nhiều cấp độ, đúng không? Đi chùa thì nó cũng có nhiều cái góc độ và cấp độ của nó. Cái người mới biết Phật Pháp, cái người mà mới biết về Phật Pháp thì họ đi chùa với cái tâm tín ngưỡng. Biết một chút xíu nữa thì họ đi chùa với tâm tôn kính. Biết một chút xíu nữa thì họ đi chùa với cái tâm là tu tập. Và biết chút xíu nữa thì họ đi chùa với cái tâm là nghiên cứu học Phật. Thế thì ở từng cái giai đoạn, từng cái cấp độ của cái việc đi chùa, để chúng ta đưa nhìn nhận ra rằng chúng ta cần phải hiểu hai chữ đi chùa nó như thế nào. Chứ không phải đến chùa để chúng ta trở thành những con người bỏ mất đi những cái cơ hội để tiếp cận với lại chánh giáo, tiếp cận với giáo lý của đạo Phật. Có rất nhiều các bạn, các cô, các chú, các chị, các em thì coi chùa giống như là một cái nơi để gọi là trút bầu tâm sự. Ở nhà buồn phiền, bực bội, tức tối, khó chịu, những gì đó không biết, hay là có những cái uất ức gì đó trong lòng mà không giải bày với ai được, nên mượn cảnh chùa làm cái nơi để trút bầu tâm sự. Đó là xách xe chạy vào chùa, kiếm cái chùa nào mà có cây cối rồi cảnh hoa cảnh vật rồi cho nó đẹp đẹp xíu, rồi cây cối rồi nhiều, rồi có nhiều hàng băng đá rồi đó. Nhất là những ngôi chùa mà có diện tích rộng rồi thì các vị ấy đến đó ngồi dưới cái ghế đá, thả hồn theo mây gió, mắt nhìn trời đó, thả hồn theo tư tưởng bay bổng, mà ngồi khoảng mấy tiếng đồng hồ cũng chưa hết được cái nỗi buồn, chưa vơi được nỗi sầu. Rồi cuối cùng đi về, ai hỏi mới đi đâu nó cũng mới đi chùa về. Thì các vị thấy cái đi chùa này nó không có gì, nó dính líu đến tu tập, đúng không? Tức là người ta buồn quá, người ta phiền não quá, người ta bực bội quá, người ta ức chế quá, thì người ta mượn cái cảnh chùa để người ta trút bầu tâm sự. Bây giờ biết đi đâu, đi đâu thì cũng thấy người xô bồn rồi, đi đâu cũng thấy người ta đang tấp nập hoặc là làm việc, hoặc là đi đâu cũng thấy có người này người kia nói chuyện quyên thuyên, thì thôi thì đi vào chùa, mượn cái cảnh chùa để là giải tỏa nỗi buồn. Nhưng mà thở ơi, buồn thay, vô chùa rồi nó còn buồn hơn. Ngồi đó một hồi nó nhìn qua nhìn lại, bởi người ta nói lòng buồn thì cảnh có vui đâu bao giờ, là vậy. Mà người buồn thì cảnh nào có vui, mà người đã buồn rồi vô chùa ngồi nhìn mấy ông Phật, rồi nhìn mấy ông thầy buồn hơn, vì không có tâm sự được với ai, đâu có biết giải bài cái gì. Vô thấy cái cảnh thiền môn vắng lặng trang nghiêm, không khéo buồn hơn. Cho nên là những cái, cho nên là đi chùa mà kiểu đấy đó
thì cái đó không phải gọi là đi chùa, cái đó là gọi là đi mượn chỗ để mà giải giải quyết nỗi sầu, giải quyết nỗi buồn. Nhưng mà có giải quyết được hay không hên xui, đúng không quý vị? Có nhiều người đang bực bội trong lòng á, vô chùa ngồi một chút, nghe tiếng chuông rồi cảnh vật ở trong chùa nó nhiếp được cái tâm, cũng 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 vơi đi được nỗi buồn, cũng có trường hợp đó. Nhưng mà cũng có trường hợp là đang buồn vô chùa nghe tiếng chuông vọng lên, chiều tối với thầy trong công phu đó, nghe tiếng chuông vọng lên đã trong lòng buồn rồi, mà các vị biết nghe tiếng chuông chùa nó bon bon, rồi cảnh vật nó u tịch, buồn thê thảm, buồn hơn vậy nữa. Cho nên á, những mà chúng ta nói, chúng khi mà chúng ta đến chùa đó mà không với cái tinh thần mà cầu học Phật pháp đó, mà đến chùa với cái sự mà gọi là để giải tỏa nỗi sầu niềm đau đó, thì nó hên xui lắm. Và những cái đối tượng á, thì cái sa cơ thất thế, làm ăn thất bại trên cái đoạn đường kinh doanh của cuộc đời, thường hay mượn cảnh chùa để chi, để đến để tâm sự với Bồ Tát, tâm sự với lại Như Lai, tâm sự với tượng Phật. Có rất là nhiều những cái cô chú có một thời gian ở chùa tôi đó các vị, thì có cái cô đó thì cổ mà chiều nào cổ cũng đến chùa, cổ quỳ trước cái tượng Quan Âm đó, hai hàng nước mắt chảy dài lê thê lết hết, khóc luôn quý vị ơi. Mà tôi ra tôi thắp hương hoài, tôi thấy ở sao chiều nào thấy cái cô này cổ cũng quỳ trước tượng Quan Âm ở trước cổng chùa, cổ khóc hết trơn, thấy thương tâm quá, không biết là có cái nỗi sầu đau gì, mình mới hỏi thử. Nói cô thấy chiều nào cô cũng tinh tấn quỳ trước đài Quan Âm đó, tâm sự cho thầy nghe thử, có chuyện gì mà sao sầu đau buồn phiền gì mà thấy ngày nào cũng đến chùa hết mà không thấy cô vô chùa, không thấy cô tụng kinh niệm Phật, không thấy cô vào gặp chư tăng, thấy cô cứ quỳ trước đài tượng Bồ Tát không vậy. Thì cổ mới tâm sự, dạ con mới phá sản, gia đình làm ăn nhưng mà không may trên thương trường lụng bại, thất bại trên lĩnh vực kinh doanh, rồi trong quá trình làm ăn lỗ lã dẫn đến phá sản, trong gia đình bây giờ nợ nần chồng chất, đi đâu ra đường bây giờ không khéo gặp chủ nợ cái thầy, cho nên nó là con buồn quá, hôm nay con đi ngang có duyên với chùa thầy, đó là con cũng mới về mướn phòng trọ gần đây thì thấy đi ngang cũng thấy cái tượng Quan Âm ở trước cổng, cho nên là con quỳ dưới tượng Quan Âm thì con cầu nguyện. À, thầy biết không, là con quỳ một tuần lễ nay rồi, tại thầy mới thấy đó. Thì tôi mới hỏi là vậy chứ hồi trước kia đến giờ đó, từ lúc mà sinh ra lớn lên cho đến đi làm ăn đến bây giờ đó, cô có từng đi chùa bao giờ chưa? Nói có thời gian đâu mà đi thầy, bận rộn công việc kinh doanh đầu tư rồi làm ăn rồi, nói chung là không có thời gian để đi chùa thầy. Nhưng mà hỏi vậy cô có tin Phật không? Nói dạ lúc trước con cũng có tin, nói chung là tin thì con có tin, tại gia đình con đạo Phật mà, cho nên tin con có tin. Thế cô có bao giờ làm từ thiện không, giúp đỡ mọi người cơ nhỡ này nọ các thứ gì đó, đại khái là mình giúp những người khó hơn mình? Dạ cũng có thầy, lâu lâu con cũng có cho vài người. Vậy cô có từng phóng sanh không? Nói dạ đó giờ con chưa biết, con không có biết phóng sanh, con cũng có thấy người ta làm nhưng mà con cũng không có thời gian. Rồi hôm đó có cái dịp gì đó phóng sanh á, con thấy ở trên mạng người ta đăng vận động công đức phóng sanh gì đó, thì con có bảo nhân người làm của con là góp một chút thế thôi, chứ con cũng không có trực tiếp. Vậy hồi đó giờ cô có tụng kinh không, có ngồi thiền có niệm Phật không? Nó dạ cũng không. Vậy từ đó giờ trong cuộc đời của cô làm được những cái gì mà nó liên quan đến tín ngưỡng không, về góc độ tâm linh rồi đó, làm phước rồi đó chẳng hạn? Nói dạ con cũng không để ý. Thế thì tức là từ xưa tới giờ cô chưa từng tiếp xúc với chùa chiền. Nói dạ phải. Chưa từng tiếp xúc với Phật pháp. Nói dạ đúng.
Thế thì nguyên nhân gì ngày hôm nay cô lại đến quỳ trước tượng Phật, tượng Bồ Tát? Nói dạ tại, tại sao cô? Dạ tại vì con gặp bất trắc trên cuộc đời, con gặp chuyện không may trên cuộc sống, gia đình con phải lâm vào cảnh nợ nần, làm ăn thất bại. À thế ra thì khi thất bại cô mới biết đến Phật, khi gặp bất trắc trở ngại trên cuộc đời cô mới tìm đến chốn thiền môn. Còn khi cô hạnh phúc, còn khi cô sung mãn về mặt tài chính kinh tế, khi cô thét ra lửa về tiền bạc thì cô đâu có biết đến Phật Pháp, đúng không? Cô có duyên lành với chánh với Phật Pháp đâu. Vậy khi cô nghèo, khi cô thất bại, khi cô gặp bất trắc trở ngại trên cuộc đời, khi cô buồn rầu khổ sở, khi cô đắng cay, thì lúc đó cái tinh thần cô nó sa sút, cái tinh thần cô nó sầu não phiền muộn, thì lúc đó cô lại muốn đến quỳ trước chân của Bồ Tát. Vậy thì cái lúc mà hạnh phúc á, cái lúc mà sung sướng, cái lúc mà coi như là đầy đủ về mặt yếu tố vật chất lẫn tinh thần thì cô đâu có đến chùa đâu. Thì cô ấy nói rằng dạ thưa thầy, đúng thật hồi trước thì khi mà con còn đang làm ăn á, thứ nhất là không có thời gian, với thứ hai là con cũng không để ý lắm. Thế thì hôm nay tôi nói cho cô nghe một chuyện, việc mà thất bại trên cuộc đời, gặp bất trắc trở ngại trên cuộc sống và gặp những cái oái âm, thất bại trên cái công ăn việc làm, nó cũng đều là do cái nhân quả nó chi phối. Tức là cuộc đời con người của mình sống ở trên cái thế gian này nó do nhân quả chi phối và do nghiệp lực dẫn dắt. Khi cô đang làm ăn tốt, khi cô đang là một người có tiền thì lúc đó cái phước của cô nó vẫn còn, cho nên là cô làm đâu cô cũng thấy thành công, cô đầu tư đâu cô cũng thấy phát triển, cô làm chuyện gì cô cũng thấy nó thuận buồm xuôi gió. Đó là do cái phước của cô nó vẫn còn, nhưng mà cái nghiệp của cô nó cái nghiệp của cô nó vẫn có đó, nhưng mà vì cái phước còn cho nên là cái nghiệp nó chưa có bung ra, cho nên là cô thấy là cuộc đời cô là những chuỗi ngày hạnh phúc, đúng không? Nhưng khi cái phước cô nó đã cạn, nó đã mỏng, nó đã vơi đi theo năm tháng, thì cái nghiệp này nó sẽ trồi lên. Nghiệp xưa, nghiệp nay, nghiệp lực trong quá khứ, nghiệp lực ở hiện tại, nó sẽ trồi lên. Và khi cái nghiệp nó trồi lên, cái phước nó mỏng đi, thì những cái tai bay họa gửi, những cái điều xui xẻo trong cuộc sống, bệnh tật, tai ương, thất bại, những cái oái oăm trong cuộc đời nó sẽ kéo đến. Và ngày hôm nay cô chính thức đang đối diện với lại nhân quả và nghiệp lực. Nếu như ngày xưa mà cô biết tác chút phước báo, cái thời mà cô còn có tiền đó, cái thời mà cô còn mạnh khỏe, cái thời mà cô còn sung mãn về vật chất tinh thần đó, nếu như cô biết Phật Pháp sớm hơn một chút, cô gieo nhiều cái duyên với Tam Bảo một chút, như là cúng dường, hoặc là bố thí, hoặc là phóng sanh, hoặc là làm phước, hoặc là ăn chay, hoặc là tụng kinh niệm Phật, thì biết đâu ngày hôm nay cô không đến mức độ phải phá sản như thế này. Đó là chúng ta, cô biết Phật Pháp sớm một chút thì không khéo may ra cái nhân quả nó sẽ thay đổi, phước báo cô nó sẽ trụ lại. Thì cô bảo rằng dạ thưa thầy, bởi vậy cho nên là ngày trước con không có biết Phật Pháp, không có quan tâm đến cái việc gọi là tu dưỡng tích đức. Rồi con lúc nào cũng cấm cao ngã mạn, con tự cao lắm, tại vì con làm ăn rất là giỏi. Ra đường á, con làm ăn mọi người phải rất là nể con. Cho nên á, lời nói của con giống như là rất là có giá trị đối với mọi người. Thì tại vì con là người đầu làm ăn giỏi mà, cho nên mọi người rất là tin tưởng. Và chính vì con chấp vào cái năng lực của con, cho nên là con không có tin, nói chung là không có tin lắm về cái việc tâm linh, rồi tu tập, mà nhân quả gì con không có tin lắm. Nhưng mà ngày hôm nay khi con thất bại trên cuộc đời, con mới thấy được mọi thứ trong cuộc đời của mình nó giống như có một sự sắp đặt của một cái bàn tay vô hình nào đó. Nhưng mà nói thật với các vị là sự thật ra thì
cuộc đời mình không có ai sắp đặt hết đó các vị, không có bàn tay vô hình hay gì của ai sắp đặt hết, mà đó là sự sắp đặt của nhân quả, sự sắp đặt của nghiệp lực. Thế thì thầy mới bảo với cô ấy rằng thôi, thay vì bây giờ quỳ ở đây mà khóc lóc trước tượng Bồ Tát thì thôi cô cứ mỗi ngày nhín thời gian vào chùa lệ tụng kinh niệm Phật cho nó thanh thản thôi. Chứ tôi không có nói cô là tụng kinh niệm Phật để giàu có nha, không có nói cô là tụng kinh niệm Phật để gây dựng sự nghiệp lại, không có chuyện đó. Nhưng mà thôi vô tụng kinh niệm Phật để cho tâm hồn nó thanh thản. Thì cô bảo là dạ. Thì cô các vị biết thì sau này thì tối nào cổ cũng đến chùa tụng kinh. Mới đầu thì tụng đâu có được các vị, tại vì rất là buồn, đang rất là bế tắc, bất lực và tiếc nuối tài sản gây dựng bao nhiêu năm, bây giờ thất bại, phá sản hết, nhà phải bán trả nợ, rồi thân phải đi ở nhà trọ. Thì cái nỗi đau đó thì các vị biết rồi, ai mà trong cái hoàn cảnh như vậy thì mới hiểu được cái cảm giác, cái nỗi đau của cái người mà mất hết tài sản, làm ăn thất bại. Thì cổ cũng buồn phiền lắm các vị. Đêm nào tôi cũng ngồi tâm sự, chia sẻ. Thì sau một thời gian thì khoảng tầm vài tháng đó, thì cái nỗi buồn nó mới nguôi ngoai đi chút đỉnh. Và thay vào đó là cái niềm vui mới, đó là cái niềm vui về tu tập. Tức là tối nào cũng tụng kinh, rồi sinh hoạt với Phật tử, rồi học những cái điều căn bản nhất khi đến chùa, oai nghi, rồi làm phước tu tập, rồi tham gia cái nhóm từ thiện của tôi, của chư huynh đệ Phật tử, đi làm từ thiện ở chỗ này, đi làm từ thiện chỗ kia. Mặc dù thì cổ thì lúc này thì không có khả năng về kinh tế, nhưng mà không đóng góp về mặt kinh tế, nhưng mà đóng góp về mặt nhân lực. Ví dụ như là đi phát gạo, hoặc là đi phát mì, hoặc là đi nói chung là phát những cái gì đó nhu yếu phẩm cho những cái cho những người nghèo vân vân. Tối thời lúc trước thì tối cũng hay đi phát cháo từ thiện cho những người mà sống lang thang cơ nhở ngoài đường rồi đó vân vân. Thì khi mà làm việc thiện một thời gian, rồi tụng kinh niệm Phật một thời gian, thì tự động cái tâm tư nó thay đổi, tự động cái nỗi buồn nó nguôi ngoai, rồi tự động cái niềm vui mới nó phát triển. Thì từ đó nó sinh ra được một cái từ trường tích cực. Mà các vị biết không, sau khi mà tụng kinh niệm Phật, đi làm từ thiện một thời gian, thì cái phước báo của cổ nó quay trở lại. Thì một cái cơ may là cổ gặp được những cái người bạn mà năm xưa đó, tức là cũng là những cái quý nhân của cuộc đời cổ, thì giúp cho cổ một cái cơ hội để gây dựng lại tài sản, gây dựng lại sự nghiệp, là làm những cái công việc thông thường nhất, đơn giản nhất. Thật là bắt đầu cổ bắt tay. Mà một con người mà có đầu óc mà giỏi về việc làm ăn thì các vị biết, khi mà có người giúp đỡ thì họ rất là nhạy, rất là thông minh. Bắt đầu cổ bắt tay vào với sự giúp đỡ hết sức nhiệt tình của bạn bè, của đồng nghiệp, của quý nhân. Thì khi cổ bắt tay vào, cổ làm việc lại thì một thời gian sau cổ cũng có được những sự thành công nhất định trước mắt. Tuy rằng là nhất thời chưa có thể khôi phục lại được cái nền kinh tế mà đã bị thất bại, nhưng mà trước mắt cái ăn, cái mặc, cái sinh hoạt của cuộc đời cổ cũng có thể tự lo được, không phải nhờ sự giúp đỡ của người khác. Trước mắt như vậy cũng là khá ổn. Thì qua cái câu chuyện này tôi mới thấy với các vị rằng á, chúng ta đến chùa đó thì có rất là nhiều những cái loại, những cái hạng và những cái thành phần để đi chùa. Tuy nhiên á, có những cái thành phần mới đầu người ta không có tin tưởng về chùa chiền đâu, người ta không có tin gì Phật pháp đâu, người ta cũng chả có tin gì về đạo hay là về tín ngưỡng đâu. Nhưng mà vì một cái điều kiện gì đó, tức là vì một cái duyên gì đó ở ngoài đời, vì một cái duyên giống như câu chuyện của cô gái khi nãy, đó là do cái duyên thất bại trong làm ăn, buồn phiền chán nản, bán nhà bán cửa rồi,
thì trôi nổi lưu lạc, rồi cái duyên nó thúc đẩy sao nhân duyên biết đến chùa chiền để mà đến để mà tu tập tác phước. Thì ở đây chúng ta có thể nhìn nhận rằng đôi khi ở ngoài đời có rất nhiều những thành phần họ hoàn toàn chưa biết gì về Phật pháp hết đó, mà niềm tin đối với Phật pháp đối với họ nó cũng chỉ mới là một cái gì đó mơ hồ. Họ chỉ biết từ đạo Phật đi chùa thế thôi. Nhưng mà khi mà họ gặp sự cố thật ở trên cuộc đời ấy nha, khi mà họ gặp thật cái sự cố, một cái sự cố gì đó tác động đến cuộc đời của họ, như câu chuyện khi nãy tôi vừa kể đó, một cái tác động gì đó đối với cuộc đời của họ như là thất bại trong công việc làm ăn đi, thì bắt đầu từ cái duyên đó đó, trong lúc đó họ gọi là trong cái lúc đó là trong cái lúc giai đoạn mà họ gọi là cái giai đoạn gọi là khủng khiếp nhất cuộc đời của họ đó, thì ngay cái thời điểm đó chính là cái thời điểm cái cơ hội để họ tiếp xúc với Phật pháp. Và chính những cái lúc đấy đó là cơ hội để cho các thầy các cô ở trong chùa có cơ hội để gần gũi, chia sẻ, động viên, quan tâm, giúp đỡ và tiếp cận để hướng dẫn cho những người đó tu tập. Thì cho nên trong cái hành cho cái việc mà đi chùa này nè, nó cũng gặt hái được những cái điều lợi ích thiết thực. Đấy là tôi đang nói là cái những cái thành phần gọi là chưa từng bao giờ đi chùa, chưa từng bao giờ biết Phật pháp, nhưng mà qua một cái duyên gì đó bên ngoài đời ấy, nó tác động đến cuộc đời của họ, nó làm cho thay đổi cái cuộc đời, thay đổi cuộc sống của họ, dẫn đến là họ có duyên với Phật pháp. Hay cũng có một số đối tượng các vị biết là họ chưa từng bao giờ đi chùa hết á, chưa từng bao giờ biết đến Phật pháp, chưa từng bao giờ tin Phật, nhưng mà không may thì trong gia đình họ là có người thân qua đời, có người chết đó. Thì theo cái tục lệ dân gian thì nếu chết thì rước thầy lại tụng kinh, thí dụ vậy. Nhưng mà trong cái gia đình này có người mất thì nó lại có cái duyên lành là bạn bè quen biết gì đó, hoặc là con cháu gì đó trong gia đình lại quen biết với các sư, các thầy, các cô ở các chùa, thí dụ vậy, rồi mới mời rước các sư thầy ở chùa đến để hộ niệm, đến để làm cái việc gọi là quan hôn tang tế, ma chay tống táng. Thì khi các sư các thầy hoặc là các cô các Phật tử đạo tràng đến để hộ niệm, để tụng kinh, để niệm Phật, để trợ táng, để thực hiện những cái vấn đề mà ma chay, thì trong cái quá trình mà diễn ra tang lễ đó, thì các cô các thầy các Phật tử tiếp cận với lại cái gia đình đấy, và thông qua cái việc cúng bái lễ nghi ma chay tuần tự mà các thầy các cô các Phật tử gieo cái duyên, tác cái duyên lành đến với gia đình đó, và sau cái đám tang của ông bà hoặc là cha mẹ chồng con gì của người đó đó, tức là xưa giờ họ không biết Phật pháp, nhưng mà sau cái đám tang của người thân họ, tự nhiên cái họ có một cái nhìn về đạo Phật một cách khác, hoặc là họ có một cái nhìn về việc đi chùa một cách khác. Hồi xưa giờ ai rủ họ đi chùa, họ không đi đâu, không có rảnh đâu mà đi, công ăn việc làm không hết, lo đói lo no lo đo đủ thứ thì không lo ở đó, lo đi chùa, đúng không các vị? Có một số Phật tử hồi xưa đó hay có một cái khái niệm, cái góc nhìn vậy đó, lo cuộc sống ấm no đầy đủ đây không lo, lo ăn lo mặc lo đủ thứ đây không lo, lo sống lo chết đây không lo, lo đi chùa. Có một số cô chú rồi trước khi ngộ đạo hay có những câu nói đó, nhưng mà từ khi mà người thân họ mất, các thầy các cô các Phật cô chú Phật tử đến để mà niệm Phật trợ duyên, tụng kinh niệm Phật, rồi thực hiện những cái nghi lễ gì ma chay tuần tự, sau 49 ngày cái tự nhiên họ có những cái cách nhìn khác về cái việc đi chùa liền. Thế thì họ bắt đầu họ sẽ nói như thế này nè: thì đi chùa cũng tốt, rảnh thì đi gì cũng được. Thế đó, đúng không quý vị? Cũng được, rảnh đi cũng được. Rồi sau quá trình mà họ tới chùa được một hai lần á, họ thấy được cái sự tu tập thuần túy, thanh tịnh, thanh lương của quý thầy trong chùa đó, giới luật oai nghi, tinh tấn hành trì rồi, thì khi họ vào chùa thì những cái hỷ nộ ái ố ở ngoài cuộc đời họ đâu thấy, họ chỉ thấy là màu áo quỳnh y trang nghiêm rực rỡ,
À, tiếng chuông, tiếng mõ, ngân nga, câu kệ, hình ảnh chư tăng là đứng lên quỳ xuống, đảnh lễ Đức Phật, hai hàng tăng chúng trang nghiêm, tiếng kinh kệ ê a. Tự nhiên cái tâm nó họ của họ bị nhiếp phục vào một cái lực từ trường ở trong chốn thiền môn. Thì bấy lâu nay họ đâu có cảm giác đó, tự nhiên bây giờ họ vô họ quỳ, tự nhiên họ thấy hai hàng chư tăng tụng kinh sao nghiêm trang quá, rồi quý thầy sao vui vẻ hòa đồng quá, rồi các cô sao dễ thương quá. Cái tự nhiên cái cách nhìn của họ về đạo Phật cũng khác, nó khác hơn hồi xưa. Hồi xưa họ nghĩ ở trong chùa chắc mấy ông thầy chắc câu có khó gần, mặt mày chắc lúc nào cũng giống như mấy tượng Phật thờ ở trên bàn thờ chắc. Hay là họ nghĩ ở chùa chắc khó lắm, khó tiếp cận. Từ cái chỗ đó họ nghĩ vậy cho nên họ cũng không có thích việc đến chùa nhiều. Nhưng mà sau này khi mà gia đình có người thân mất á, rồi quý thầy quý cô đến làm pháp sự á, rồi khuyên rồi dẫn dụ đi chùa đó, thì khi họ đến chùa rồi họ thấy cái sự sinh hoạt ở chùa nó vui, nó có cái sự gọi là tổ chức, nó có cái góc độ về tâm linh, và nó có cái góc độ về tinh thần nữa. Thí dụ mà chùa nào mà thường làm công tác từ thiện đó, cái họ hay quý thầy quý cô hay rủ mình đi làm từ thiện chung, thì khi mình đi một lần thì mình còn bỡ ngỡ, nhưng mà khi đi được nhiều lần thì mình cảm thấy vui và thích, thích làm. Tại vì thật ra trong lương tâm lương tri của mỗi người nó đều có tồn tại một cái tâm thiện, chẳng qua là do cái cuộc sống mình phải vật lộn với lại cuộc đời đói no bệnh tật, cơm áo gạo tiền, chật vật mưu sinh, cho nên là mình quên đi cái tấm thiện đó. Nhưng mà khi mình đến chùa rồi cái tự nhiên cái tấm thiện đó nó được thúc đẩy trở lại, nó được thúc đẩy trở lại, rồi cái những cái ác cảm, những cái phản cảm, những cái suy nghĩ tiêu cực về việc đi chùa bấy lâu nay nó dần dần nó mất đi, và nó thay vào đó là những cái suy nghĩ tích cực hơn, lạc quan hơn, yêu chùa mến đạo hơn. Rồi nếu mà chùa đó không có công tác từ thiện thì thí dụ như ở chùa mà có những cái môi trường sinh hoạt như trà đạo này chẳng hạn, thường hay thuyết pháp này vân vân, có những cái chương trình sinh hoạt về vấn đề tu tập vân vân, thì khi đến chùa được nghe quý thầy thuyết giảng nhiều hơn, gần gũi với thiện tri thức nhiều hơn. Rồi khi mà mình gần gũi với thiện tri thức nhiều thì mình gần gũi với bạn đạo mà cái tâm lương thiện nhiều, thì lập tức nó cũng tích ra một cái từ trường tốt, nó cũng cái tâm của người đó bị nhiếp bởi cái từ trường tốt đó. Thì những cái ác cảm về 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 vấn đề chùa chiền bấy lâu nay của họ nó dần dần nó mất đi, cái tâm họ nó thay vào một cái niềm vui mới, đó là họ có một cái nhìn khác về về vấn đề đi chùa. Còn hồi trước mà ai mà rủ họ đi chùa, nói ôi rảnh quá ăn nữa không, ở nhà lo làm công chuyện không hết, đi chùa làm cái gì. Đó thì sự thật hồi đó, những người mà chưa có niềm tin về Phật Pháp thì mình rủ họ đi chùa họ hay có cái câu nói đó. Hoặc là nếu mà họ không nói nhưng mà trong tâm họ nghĩ như vậy. Ở ngoài miệng có thể họ bảo là chưa có thời gian rảnh, nhưng thực sự là trong tâm họ nghĩ thôi đi làm cái gì, tu tâm đó, tu tại gia đi, ở nhà cũng tu được, mắc gì phải đến chùa vân vân. Thì có những cái suy nghĩ, những cái lối suy nghĩ tiêu cực như vậy. Thì cho nên là đó, có những cái thành phần, có những cái đối tượng, thì khi mà họ đến chùa đầu tiên họ vẫn còn bỡ ngỡ với những cái cảm giác tiêu cực như vậy, nhưng mà khi đi một thời gian thì họ tự nhiên sinh ra cái tích cực đấy thôi. Và có những cái thành phần thì các vị biết rằng là khi họ đến chùa bấy lâu nay họ cũng không có tin tưởng về Phật Pháp, họ cũng không có biết gì về đạo Phật, hay họ cũng có không có cái một cái niềm tin sâu sắc về vấn đề tu tập hết á. Nhưng mà cuộc đời họ có biến cố. Hồi nãy là cái cô gái kia là biến cố là phá sản không, thất bại trên kinh doanh, còn cái chú này là có biến cố về bệnh tật. Tức là tự nhiên họ xuất hiện một cái căn bệnh, một cái căn bệnh ngặt nghèo nào đó. Bởi người ta nói khi bệnh thì vái tứ phương, đúng vậy. Khi mạnh khi khỏe thì khinh thần trách Phật, coi thường tâm linh. Nhưng mà đến khi bệnh, nằm trên giường bệnh thì lại vái khấn tứ phương. Thì cái lúc này thì khi mà có bệnh tật thì lúc này thì bắt đầu là đi chùa. Đi chùa hôm nay không phải là để cầu học Phật Pháp gì đâu, mà đi chùa để làm gì? Mục đích là để cầu xin Đức Phật ban phước lành cho đời con.
hết bệnh, hết chết. Đại khái là thế thôi. Cầu nguyện để hết chết, hết bệnh. Thì đến chùa thì cái mục đích của cái người bệnh đến chùa là dập đầu lạy cho dữ, tụng cho thật nhiều kinh, ai bài cách gì là chơi cách ấy. Ai nói trì chú đi cho hết bệnh, trì chú. Ai nói niệm Phật đi hết bệnh, niệm Phật. Ai biểu tụng kinh đi hết bệnh, tụng kinh. Ai biểu sám hối đi hết bệnh, sám hối. Nói chung là tới lúc bệnh rồi là không cãi ai hết. Tại vì lúc đó sợ chết. Các vị biết không, lúc đó sợ chết. Ai bài cái gì làm cách đó, ai cho thuốc gì uống cái đấy. Chứ bình thường mà nhiều khi người ta đưa thuốc còn không uống à. Tôi bệnh tật gì đâu uống thuốc. Trước khi uống còn phải nghiên cứu coi thuốc này làm sao sao. Tới hồi mà bệnh nặng, ai đưa gì uống nấy. Tại vì lúc đó sợ chết mà. Có uống phước chủ mai thầy còn hơn, đúng không? Thì tới lúc đó mà ai đưa thuốc gì uống nấy. Còn về vấn đề tinh thần á thì ai chỉ gì, ai bày cái gì mà biểu này hết chết á, không chết chứ, hết bệnh là tin ngay. Chứ còn hồi còn chưa bệnh người ta nói đâu tin. Hồi chưa bệnh kêu niệm Phật đâu niệm, rảnh đâu niệm. Lúc đó mắc làm ăn. Đàn ông á, các chú thì mắc làm ăn, mắc công việc, mắc đủ thứ mắc. Còn phụ nữ thì mắc chợ búa, mắc lo cho cha, cho mẹ, cho chồng, cho con. Lo đủ thứ lo. Đâu rảnh đâu mà niệm Phật tu tâm, là đâu rảnh đâu mà tụng kinh sám hối. Đâu có rảnh đâu mà ngồi thiền vân vân. Nhưng mà tới khi bệnh tật thì cái lúc đó rảnh không rảnh gì cũng do sợ chết mà khấn vái tứ phương. Lúc đó lại dữ lắm mà các vị. Lúc đó vô chùa lại không nổi, ngồi xe lăn cũng lết xuống lại nữa. Mà tụng không nổi cũng gán lết, cũng gán mở miệng tụng. Mà lúc đó ai biểu niệm Phật mỗi ngày đi cho hết bệnh cũng ráng ngồi niệm. Một mục đích chung là sợ chết. Thì cái chuyện đó thì mình nghe nó có vẻ hơi tiêu cực đúng không? Nhưng mà sự thật ra qua cái chuyện đó nó cũng là một cái duyên. Tức là do bấy lâu nay họ không có biết Phật Pháp á, họ không có duyên lành với chánh đạo. Họ vì miếng cơm manh áo, họ vì cuộc sống mưu sinh chật vật, họ vì đói no bệnh tật gì đó. Họ vì các duyên trên cuộc đời chi phối. Nhưng mà bây giờ thông qua cái việc bệnh tật nè, cái duyên bệnh nó đưa đến nè, bắt đầu họ mới ngộ ra được chân lý cuộc đời nó là vô thường. Cuộc đời này là một chuỗi ngày vô thường, sống nay, chết mai. Nay khỏe, mai bệnh, nay ốm mai đau. Nói chung là cái thân này là hiện diện của vô thường. Khi mà họ ngộ ra được cái điều đó, nay hợp mai tan, nay vui mai buồn, nay còn mai mất. Thì khi mà họ bệnh tật, họ nằm trên giường bệnh, họ mới thấu hiểu được cái chân lý vô thường. Bao nhiêu tiền của chất ngất, bao nhiêu công sức mồ hôi nước mắt tạo ra, dù cho có đến tiền trăm bạc vàng đi chăng nữa, bây giờ nằm trên giường bệnh không xài được. Bây giờ lỡ mà ngày mai mà tắt thở mà chết một cái thì bao nhiêu tài sản có đem theo được đâu. Bao nhiêu năm trời mình phải đánh đổi lấy sức khỏe, nước mắt, công lao để tạo ra đồng tiền, để tạo ra cơ ngơi, để tạo ra sự nghiệp. Đùng một cái, một căn bệnh hiểm nghèo nó ập đến, rồi cơ ngơi, rồi sự nghiệp, rồi tiền bạc, rồi vật chất, đùng một cái nó như là án mây trôi. Thì lúc mà người ta nằm trên giường bệnh á, hơi thở yếu ớt, sức tàn lực kiệt, thì người ta mới thấu hiểu, mới thấm được hai chữ vô thường. Còn cái lúc mà người ta còn khỏe mạnh á, cái lúc mà người ta còn bay nhảy được, cái lúc mà người ta còn tạo ra tiền bạc, vật chất, cái lúc mà người ta còn đầy đủ về sức khỏe, về tinh thần, thì đâu có, họ đâu có nghĩ đến chữ vô thường. Họ nghĩ rằng họ còn sống được, họ nghĩ rằng họ còn làm ra đồng tiền được, họ nghĩ rằng cuộc đời này nó dài lắm các vị, họ nghĩ rằng cuộc sống của họ nó còn lâu lắm. Chứ họ đâu có nghĩ rằng Đức Phật dạy con người chúng ta khi một hơi thở không còn thì tất cả nó trở là hư vô. Đúng không các vị? Khi một hơi thở không còn thì tất cả nó là hư vô. Hư vô ở đây có nghĩa là gì? Nó không có thật. Khi các vị mà nằm trên giường bệnh đối diện với sinh tử, tức là đối diện với cái chết, không biết là ngày mai mình có còn sống hay không, không biết là đêm nay mình có còn tồn tại trên cuộc đời này hay không. Khi mà chúng ta đối diện với cái chết, hơi thở yếu ớt, một hơi thở ra, một hơi hít vào, nó không được lưu thông,
thể trạng và sức khỏe lúc này nó nằm ở trên gọi là ngàn cân treo sợi tóc đó. Thì lúc đó chúng ta mới thấu được hai chữ vô thường như thế nào. Bao nhiêu tài sản, bao nhiêu vật chất, bao nhiêu đồng ngân kinh tế, bao nhiêu cơ ngơi sự nghiệp, vợ con, chồng con cháu, lúc này trước mắt mình chỉ là hư vô. Không ai thế mạng cho mình được. Một khi cái nghiệp đáo đầu, hơi thở mất một cái, tất cả trở thành hư vô. Đấy, cái điều đó là cái điều ai cũng thấy hết á. Nhưng mà chưa đối diện với cái chết thì chưa ai sợ. Các vị thấy rõ ràng cái điều này thì trong kinh Phật dạy rất là nhiều về chân lý vô thường. Xin lỗi, rất nhiều người thấy, rất nhiều người hiểu, rất nhiều người biết. Nhưng mà chưa đối diện với cái chết thì cũng còn rất nhiều người, người ta bảo là chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ đó. Tức là còn biết rằng vô thường là như vậy đó, nhưng mà chưa đối diện với vô thường, chưa đối diện với cái chết, cho nên là vẫn thờ ơ, vô tâm vô tư. Và chính vì vậy cho nên là họ nghĩ rằng cái chết nó đến với họ xa lắm, còn lâu mới tới, mà lo gì, giờ cứ tận hưởng đi, giờ cứ hưởng thụ đi, giờ cứ lo làm ác, giờ cứ lo sống sống ác đi, từ từ chừng nào tới thì tính đó. Có nhiều người họ có cái lối sống, cái suy nghĩ tiêu cực vậy, và chính vì cái lối sống, cái lối suy nghĩ tiêu cực như vậy đó, cho nên là họ sống rất là tiêu cực. Bản thân họ thì không gìn giữ sức khỏe, ví dụ như là ăn nhậu bê tha, rượu chè trác tán. Thì cái mà ai mà khuyên nó thôi đừng có nhậu nữa, bỏ rượu bỏ bia đi, rượu bia không tốt đâu, sau này bệnh tật này nọ các thứ khác đau khổ lắm. Ui nhầm gì, uống một xíu có sao đâu. Rồi đúng rồi, không có sao, không có, uống xíu có sao, ngày nào cũng uống hết. Ngày nào cũng vào ba ra bảy, ngày nào cũng không say thì xỉn, không có ngày nào tỉnh đó. Nhưng mà ai khuyên, ui uống chiếu sao đâu, chết có gì chết hết chứ có gì đâu. Vậy mà tới hồi bệnh bắt đầu khóc lóc van xin, lại lục tứ phương, cầu khẩn lum tung. Rồi còn phát nguyện nữa, cho con hết bệnh con ăn chay trường. Rồi có nhiều người nói cho con hết bệnh con vô chuộng tu luôn. Ủa sao cái lúc không bệnh á, sao lúc chưa bệnh không chịu tu đi, sau cái lúc mà không bệnh người ta khuyên là đừng có uống rượu thì sao không uống, cái lúc mà chưa bệnh người ta khuyên bỏ nhậu nhẹt bê tha đi sao không bỏ. Người ta cũng khuyên, vợ khuyên, con khuyên, cháu khuyên, cha mẹ khuyên, ví dụ vậy vân vân. Nhưng mà lại mình có cái câu chống chế rất là ngược đời, có nghĩa là nam vô tửu như kỳ vô phong, phải không? Đàn ông mà không uống rượu người như cờ không gió. Tôi không biết ai bày ra cái câu nói đó nữa, nhưng mà chính cái câu nói đó nó làm chết biết bao nhiêu thế hệ là thanh niên trượng phu, đúng không? Nam vô tửu như kỳ vô phong, tức là đàn ông mà không có rượu như cờ không gió, không biết ai bày ra cái câu đó. Nhưng mà cũng chính nhờ cái câu đó đó mà bao nhiêu thế hệ thanh niên phải chết vì bia rượu đấy. Cho nên là cái câu mà nó đẹp đó, cái câu mà nó đúng chân lý thì không chịu học. Mà khi mà con người ta mà nghiện cái gì á thì con người ta là hay hay kiểu như là phủ định, phản biện bằng những cái câu châm ngôn. Ví dụ như người người ăn nhậu á thì kêu là nam vô tửu như kỳ vô phong, còn người nghiện thuốc lá thì kêu là tay cầm thuốc như tráng sĩ cầm đao, hút thuốc vào như đoàn tàu chuyển bánh, đủ thứ chuyện trên đời. Tức là những cái phản biện, những cái ngôn luận nó không phải là chân lý, nhưng mà nó là để thỏa mãn cái tôi nhất thời của những cái người nghiện ngập. Tay cầm thuốc như tráng sĩ cầm đao, hút thuốc vào như đoàn tàu chuyển bánh, nhả thuốc ra như phượng múa rồng bay rồi đó. Những người mà nghiện thuốc lá, rồi những người nghiện rượu, trai không rượu rồi như cờ không gió rồi này đó khác. Rồi tới hồi mà bệnh thiệt á, tới hồi mà ung thư hay là xơ gan cổ chướng, hay là tới hồi mà bệnh tật tai ương nó kéo đến làm khổ mình, khổ vợ, khổ con, khổ gia đình, hao tài tốn của. Có nhiều trường hợp các vị biết phải bán cả nhà cửa để mà chữa bệnh. Tại vì nhà cũng không có giàu có gì, có mỗi cái miếng đất. Đó.
bán cả đất đai nhà cửa để mà chữa bệnh, rồi cũng không giàu có gì, có được con xe, chiếc xe đó, nhiều khi bệnh tật phải bán cả chiếc xe để chữa bệnh. Vậy mà cái lúc mà khỏe đó, cái lúc mà chưa bệnh, người ta khuyên thôi làm phước đi anh. Hỏi làm phước sao? Lâu lâu đi phóng sanh đi, tích chút công đức. Ui rảnh xàm ba lát đi làm chuyện rùi bu. Vậy mà tới lúc bệnh ta kêu đi phóng sanh, dạ dạ dạ, đi liền. 1 phút 30 giây có mặt ngoài sông liền. Ta kêu thả lương đi cho mau hết bệnh, dạ muôn lần 5-7 ký. À muôn lần 5-70 ký chứ, tại lúc đó bệnh mà sợ chết lắm. Kêu phóng sanh chơi liền à. Còn lúc mà không bệnh á, ta kêu thôi ra chợ hôm nay ngày rằm. Người vợ bảo với người chồng, anh nay rằm anh cho em 200 ngàn, hỏi làm gì? Em mua cá em phóng sanh. Thôi bà ơi, bà rảnh quá, bà tào lao quá, bà rùi bu quá, đi làm bác cái chuyện xàm lắm. Ok, người vợ tại vì phụ thuộc kinh tế chồng mà không có tiền đâu, cho nên là im lặng thôi. Về nhà một hôm nọ gặp một người bạn đến chơi. Ờ, tao có cái hoàn cảnh này thương tâm lắm nè mày ơi. Khổ lắm, gia đình người ta nghèo nàn, cơ nhở, đơn chiếc. Mà ta bệnh tật, ta nằm bệnh viện, không có tiền. Ờ, nói chung là nghèo khổ. Thì một số mạnh thường quân cũng đã giúp đỡ rồi, nhưng mày có cái... Rồi tao thấy mày cũng có điều kiện, thôi mày không ấy, mày bố thí chút xíu đi, giúp người ta qua cái cơn gọi là cơn ngặt. Chứ cứu nghèo thì cứu không được rồi đó, nhưng mà cứu ngặt, tức là giờ người ta đang khổ, ta không có tiền gì đó, giúp người ta chút đỉnh. Tại vì ta nằm bệnh viện lâu ngày rồi, căn bệnh ung thư quái ác, nay nằm bệnh viện nay mấy tháng rồi, thì càng lúc rồi mọi thứ nó cũng càng đi vào cái ngõ cụt. Thì người nuôi thì cũng sức tàn lực kiệt, kinh tế và tiền bạc thì cũng không có, nói chung là cũng thiếu thốn mọi mặt. Thì cái ông này ông nghe tâm sự, vậy khổ gì ghê, vậy hả, đáng thương vậy hả ta, tôi còn không ai giúp tôi đây, tôi khổ ai giúp tôi, tôi nghèo ai cho tôi đồng nào không, tôi khổ ai đến giúp tôi không, mà giờ mấy người đó khổ kêu tôi giúp, rảnh quá ở không quá. Thôi về đi, nó khổ nó tự nó khổ đi, chứ hồi tôi khổ nó đâu giúp tôi được đâu, tôi khổ đâu ai cho tôi đồng nào. Đấy, đấy là những cái luận điểm, là những cái câu nói, những cái quan điểm của những người mà chưa tin về Phật Pháp, chưa có tin về nhân quả đó, hay nói vậy lắm. Thì mai mốt nữa tới hồi bệnh á, tới hồi mà nằm trên giường bệnh đối diện với những cái căn bệnh như cũng là ung thư hay là những cái căn bệnh ngặt nghèo quái ác gì đó, rồi hao tốn tài sản, rồi hao tốn sức khỏe, sức tàn là sức mọn rồi, thôi thớp ở trên giường bệnh, thì mới thấu hiểu được cái nỗi đau thương, mất mát, chia ly. Thì lúc đó người ta kêu là đi phóng sanh đi cho hết bệnh. À, rồi lúc đó kêu quắt bà vợ lại, em mai coi rảnh đó, chở anh đi phóng sanh. Coi mua nhiều vô, phóng sanh nhiều có phước. Nghe người ta nói là phóng sanh nhiều vô có phước. Thì đi, thế là lúc này là các vị biết là lúc này là bệnh rồi, sợ chết rồi. Ai rủ gì cũng đi á. Rồi người ta tới người ta rủ làm từ thiện đi cho có phước. Chơi luôn. Làm từ thiện luôn. Rồi cái lúc này người ta rủ đi phóng sanh cho có phước. Phóng sanh luôn. Rồi cái người ta rủ, ta đưa cho quyển kinh, ta nói nè, tụng kinh này đi cho hết bệnh hết chết. Tụng luôn. Hay cái lúc này ta đưa cho cái sâu chuỗi, niệm Phật đi cho hết bệnh hết chết, niệm luôn. Tại vì lúc đó là bệnh nè, đối diện với cái chết nè, xanh lè xanh lét rồi, cho nên là giành giật với tử thần, có nghĩa là giành giật sự sống với tử thần mà, cho nên ai giải gì là làm đấy. Thì các vị biết qua cái câu chuyện này chúng ta cũng thấy có nhiều người biết đến Phật Pháp thông qua bệnh tật. Ở gần chùa tôi có một chú nha các vị biết, ung thư á, nhưng mà coi như là chuẩn bị là coi như là gia đình đã chuẩn bị tâm lý rồi đó. Nhưng mà khi về đó các vị biết không, cũng một cái sự may mắn, mình nhìn nhận thôi, về một vấn đề khách quan là một sự may mắn, thì cũng kết hợp đông tây y để chữa trị. Sau chú ấy về, cái chú ấy nghĩ là thôi cuộc đời mình coi như chấm dứt rồi, coi như chết bỏ rồi,
tại vì ung thư mà. Bắt đầu là chú mới lấy cái cuốn kinh Từ Bi Thủy Sám mà của ngài Ngộ Đạt Quốc Sư soạn đó. Không biết cái duyên gì ai chỉ đó không biết. Thì bệnh mà các vị biết, nằm trên giường bệnh mà đâu có dậy nổi đâu mà tụng. Nhưng mà đem cái cuốn, bữa nào bà vợ bà cũng đưa cái cuốn kinh Từ Bi Thủy Sám, sáng từ sáng đến tối cứ đọc hết trang này tới trang khác, đọc nhẩm trong miệng, đọc một ngày đọc hết một cuốn. Rồi cũng niệm Nam Mô A Di Đà Phật vậy đó. Đọc hết một cuốn niệm Nam Mô A Di Đà Phật, cầu nguyện cho con mau hết bệnh. Mà nếu như mà có chết thì chết nhẹ nhàng. Thì lúc đó là trong tâm tư của ổng là ổng xác định ổng sẽ chết rồi. Cho nên ổng không có cầu sống mà ổng nói là cầu nguyện Đức Phật rước con, nếu mà phải hết duyên hết số cho con chết nhẹ nhàng, còn nếu mà còn thì cho con khỏe mạnh. Thì các vị biết ổng cũng đọc 3-4 tháng trời thì cũng kết hợp trong Tây Y chữa trị. Thì vài 3-4 tháng sau thì tự nhiên có một cái kỳ tích nó xuất hiện, một điều may mắn nó hiện ra, đó là tự nhiên cái là khi mà ổng đi thăm khám trở lại thì bác sĩ bảo là cái khối u nó bớt rồi đó. Tức là nó ngưng lại, nó không phát triển, nó không di căn nữa. Nó đứng lại rồi. Đó, thì bây giờ là tiếp tục chữa trị tiếp đi. Thì cái chú này ổng mừng quá đi. Ổng thấy cái sự kỳ diệu, ngoài cái việc là uống thuốc kết hợp Đông Tây Y, rồi về mặt góc độ tâm linh thì ổng niệm Phật mỗi ngày sám hối. Thì sau 3-4 tháng thì các vị biết là lết lại cái bàn Phật được rồi, lúc này là cũng không lạy được nhưng cũng xá được rồi. Thì ổng sau khi mà bác sĩ nói cái khối u nó không còn di căn nữa đó, thì cái niềm tin nơi Đức Phật của ổng càng mãnh liệt hơn. Lúc trước có tin đâu, cái bắt đầu quay về, các vị biết hả, ngày nào cũng ngồi trước bàn Phật chắp tay xá, bị lại đâu có nổi sức đâu lại, cứ chắp tay xá. Rồi 3-4 tháng sau các vị biết là nghe tin là đi được rồi, lúc này là đi tới đi lui được trong nhà rồi, sức khỏe nói chung là sau 6-7 tháng chữa trị là cũng ổn định. Thì bà vợ bà nói là ngày nào ông cũng lại Phật, ông cũng sám hối, cứ Từ Bi Thủy Sám ông làm tới, cái ngày nào ông cũng tụng cuốn sự Từ Bi Thủy Sám, ông sám hối, lạy thì không nổi, cứ xá vậy. Nhưng mà quan trọng các vị biết do cái tâm của ông tha thiết vào cái việc ông làm, cái niềm tin á, ông đặt cái niềm tin vào sự cầu nguyện một cách tha thiết, nó tạo ra được một từ trường tích cực tốt. Hơn nữa là do cái tâm tha thiết sám hối cho nên là những cái nghiệp ở quá khứ nó tiêu trừ, và những cái nghiệp hiện tại nó tạm lắng động, nó không có phát triển cái nghiệp lực, nhân quả nó cũng thay đổi. Thì sau 7-8 tháng bắt đầu ông đi tới đi lui được, bắt đầu ông mới lạy Phật được, bắt đầu ông tích cực vô ông lạy Phật, tích cực lạy Phật, tích cực ăn chay trường, tích cực sám hối, tích cực hành trì tu tâm dưỡng tánh. Hồi trước các vị biết ổng là thuộc cái dạng thành phần là đụng tới là chửi đó, đụng tới là đánh đó. Đánh vợ đánh con thì thôi, mỗi ngày chửi lộn hàng xóm là như cơm bữa. Nhưng mà từ ngày bệnh tật, cái rồi người ta giới thiệu Phật Pháp, rồi tụng Từ Bi Thủy Sám mỗi ngày, lạy Phật sám hối, riết tự nhiên nó thay đổi cái tánh đó, trở thành một con người cực kỳ dễ thương, hòa đồng, vui vẻ, hiền diệu ở trong gia đình. Và sau 2 năm chống chọi với căn bệnh ung thư thì cuối cùng một cái dấu hiệu tích cực lạc quan cho ra đời, đó là khi ông đi thăm khám lại thì bác sĩ bảo là cái khối u nó đã có dấu hiệu thuyên giảm nữa rồi. Thế thì mặc dù chưa hết cái căn bệnh ung thư, nhưng không có dấu hiệu của sự di căn, không có dấu hiệu của sự phát triển khối u, cho nên cuộc sống vẫn được đảm bảo. Thì từ chỗ đó ông này ông, từ chỗ đó là từ đấy về sau, cái niềm tin nơi đạo Phật, niềm tin nơi chùa chiền của ông càng tha thiết, càng mãnh liệt. Và khi ông đi lại được bình thường như mọi người thì cái việc đầu tiên ông làm là gì các vị biết không? Thay vì người ta khi mà cái người ta hết bệnh, cái việc đầu tiên người ta là ăn, là chơi, là tụ tập, là nhậu nhẹt để ăn mừng với bạn bè vân vân, ăn mừng những người thân hoặc. Nhưng mà cái việc đầu tiên của ông này sau khi hết bệnh là ăn chay trường tuyệt đối. Và cái việc thứ hai đầu tiên sau khi ông này hết bệnh đó là đến chùa nhiều hơn. Và cái việc thứ ba sau khi ông này ông hết bệnh đó là rảnh là chỉ nghiên cứu giáo lý của đạo Phật, chứ không coi kịch coi hài, xong xem phim, không phí thời gian vào những cái vô bổ, không có lợi ích cho cuộc sống của ổng nữa. Ổng tập trung tối đa vào việc nghiên cứu giáo lý của đạo Phật, nghiên cứu quá trình hình thành phát triển của Phật Pháp, nghiên cứu vào đạo lý của đạo Phật, nghiên cứu vào những lời dạy của Đức Thế Tôn.
Và sau quá trình 5 năm thì căn bệnh ung thư ông vẫn còn đó các vị, nhưng mà nó không phát triển nữa, không di căn nữa, mạng sống được bảo vệ. Và từ khi ông ăn chay trường và ông uống thuốc thì vẫn kết hợp Đông Tây, kết hợp thì mỗi ngày ông vẫn tụng kinh, sám hối lại Phật và ngồi thiền, kết hợp với ngồi thiền nữa. Và rảnh rỗi là chỉ nghiên cứu giáo lý của Đạo Phật. Và cho tới nay thì 5 năm rồi ông vẫn còn sống, vẫn còn tồn tại trên cuộc đời. Và rất là hồng hào, rất là khỏe khoắn, rất là khỏe mạnh và rất là lạc quan với cuộc đời. Và một điều đặc biệt sau cái biến cố bệnh tật của ổng là gì? Cực kỳ tin sâu vào nhân quả và cực kỳ tôn kính Đức Phật và cực kỳ tin tưởng về Phật Pháp. Còn ngày xưa là một người cực kỳ phỉ báng Phật Pháp. Hồi trước khi chưa có bệnh đó, các vị biết ai mà kêu ổng đi chùa là ổng tạt nước đó. Vợ ổng ở nhà mà kêu để anh đi chùa thôi là ổng nói là mày dọn đồ vô ở chung với mấy thầy chùa luôn đi. Bây giờ tôi ở gần ổng mà tôi biết mà các vị. Mà kêu mà ở chùa mà có lễ mà nhiều khi thấy vợ ổng cũng có tâm mà muốn mời đến chùa dự lễ phải coi sắc mặt ổng ra làm sao. Ổng vui bả mới đi được chứ ổng mà không vui bả dám bước chân tới chùa mới sợ. Bước chân tới chùa bước về là ổng tiễn đi luôn đó. Từ một người cực kỳ là cực đoan về việc tu tập, không tin Tam Bảo, bất kính thần linh, phỉ báng chánh pháp, mà bây giờ trở thành một tín đồ cực kỳ là tôn kính thế Đức Phật, cực kỳ tin sâu nhân quả. Thì các vị thấy rõ ràng sau một biến cố trên cuộc đời thì con người ta thường quay về với cái gì? Quay về với chánh đạo. Dẫu cho có ngang bướng, có cố chấp, có lì lợm, có như thế nào gì đi chăng nữa, thì sau khi có một biến cố trên cuộc đời thì họ lập tức quay về với chánh đạo. Đó, thì ý cái điều này để tôi nói với các vị thấy được rằng đi chùa đó, nó có nhiều dạng như vậy. Không phải mà ai đi chùa cũng là tu, nhưng muốn tu thì phải đi chùa. Các vị nên nhớ kỹ câu này nè, không phải ai đi chùa cũng là tu, nhưng muốn tu phải đi chùa. Cũng như không phải ăn chay mà thành Phật, nhưng muốn thành Phật phải ăn chay. Cũng như ở ngoài đời người ta nói chiếc áo không làm nên nhà sư, nhưng mà muốn làm nhà sư thì phải mặc áo vàng hoặc là mặc áo nâu. Đã là nhà sư thì phải mặc áo vàng hoặc áo nâu, đúng không? Nhưng mà thật ra chiếc áo vàng hay áo nâu này đâu làm nên một nhà sư. Mà muốn làm nên một nhà sư là do gì? Do cái đạo đức, do cái đạo hạnh tu tập của vị sư đó. Chứ chiếc áo này đâu làm nên được nhà sư. Đấy, thì ý là nói đi chùa cũng chưa phải là tu, nhưng mà nếu muốn tu thì phải đi chùa. Thì ăn chay cũng không phải là thành Phật, nhưng mà muốn thành Phật thì phải ăn chay. Cho nên có rất nhiều những cái đối tượng là họ gặp những cái biến cố ở ngoài cuộc đời rồi họ mới biết đến Phật Pháp, chứ không phải tự nhiên mà họ chịu đi chùa đâu. Nhưng mà cũng có một số thành phần, các vị biết hồi nãy tôi có dùng cái từ là có một số loài. Loài ở đây là tôi không phải là tôi nói loài người đâu các vị, hay là tôi nói các vị đâu. Hồi nãy tôi có dùng một cái từ gọi là có những cái loài, có những cái người, cái đối tượng, có những cái thành phần. Thì thành phần và đối tượng thì các vị hiểu rồi, còn loài là như thế này nè. Tức là có những cái loài, trong đó có loài ma quỷ. Trong lục đạo luân hồi của chúng ta nó có sáu nẻo: trời, người, Atula, súc sanh, ngạ quỷ và địa ngục, là sáu nẻo luân hồi. Thì trong đó có một số loài thì có là loài Atula. Thì cái loài này cái phước của họ rất là lớn, nhưng mà họ không có đức. Cái loài này là cái loài vô đức nhưng mà lại có phước. Có phước là trong quá trình kiếp trước họ bố thí phóng sanh làm từ thiện nhiều, hoặc là những họ cũng từng gây dựng được những cái công đức gì đó trong cuộc đời, cho nên cái phước họ hiện nay họ cái phước họ rất là lớn, nhưng mà họ lại sống không có đạo đức. Thì cái loài này là một trong sáu loài trong lục đạo luân hồi. Thì những cái loài này khi mà ở chùa quý thầy tụng kinh á, thì họ trong cái cảnh giới Atula của họ, họ nghe được tiếng kinh. Thì cũng có một số Atula đó, nó đứng ở trên nóc chùa hoặc là đứng trước cổng chùa nó nghe kinh. Mới đầu thì nó cũng như chúng ta vậy đó, cũng không tin gì Phật Pháp đâu, vì gốc về tâm linh nó cũng không tin đâu. Nhưng mà vì ở gần chùa đó các vị, cái duyên gì đó, cái loài Atula này nó thường xuyên có duyên, có như là một cái duyên sâu thẳm ở vô lượng kiếp.
nó thúc đẩy cái tâm thức của cái loài Atula này, nó cũng hay bay lượn xung quanh chùa đó, cho nên là nghe quý sư quý thầy tụng kinh tụng pháp mỗi ngày cái tự nhiên nó ngộ đạo. Và khi nó ngộ đạo thì nó trở thành gì cái vị? Nó trở thành những cái loài Atula mà chánh niệm phát nguyện hộ trì cho ngôi già lam đó luôn, thì trở thành những vị thần. Khi mà cái loài Atula mà nó giác ngộ đó, nó trở là thì họ trở thành những vị thần linh để mà hộ trì cho cái chùa đó luôn. Đó hồi nãy tôi có sử dụng cái từ loài là vậy, tức là trong cái loài tâm linh đó, những cái thế giới ma quỷ nó cũng có, không phải riêng gì người sống chúng ta mới biết đi chùa đâu các vị, nên nhớ người âm người ta cũng đi chùa đó các vị, chứ không phải là đơn thuần đâu. Các vị thường hay cúng mùng 2, 16 là cho ai? Là cho những cái đối tượng mà gọi là chết sông, chết suối, chết bờ, chết bụi, tai nạn giao thông, đầu đường xó chợ, đúng không? Chết những cái hoàn cảnh chết bất đắc kỳ tử ngoài đường, ngoài xá, đúng không? Đó là những loài cô hồn, thập loại đó. Là mùng 2, 16 là về góc độ dân gian đó, là các vị hay cúng chư vị đó đó. Thì những cái loài hương linh, những cái loài vong hồn vất vưởng đầu đường xó chợ đó, họ nương gá vào đâu? Các vị có bao giờ đặt cái câu hỏi là những cái loài đó nó sống ở đâu không? Và nó nương tựa ở đâu không? Những cái loài cô hồn vất vưởng đầu đường xó chợ mà chết sông, chết suối, chết bờ, chết bụi rồi đó, chết bởi tai nạn giao thông rồi không người rước về đó, rồi những cái chết bất đắc kỳ tử ngoài đường, ngoài lộ, ngoài xá rồi đó, thì các vị biết là các vị có bao giờ đặt câu hỏi là họ sống ở đâu, họ nương tựa ở đâu không? Thì cái địa điểm quen thuộc nhất mà họ nương tựa đó chính là những cái miếu mà bà con mình dựng hai bên đường. Thí dụ như là bà con mình là hay có cái tín ngưỡng là nơi nào mà có nhiều cái vụ mà xảy ra tai nạn giao thông nhiều đó, thì về góc độ tín ngưỡng bà con mình hay có dựng những cái miếu nhỏ ven đường. Thì đấy, thì cũng là một cái nơi để cho những cái loài cô hồn vất vưởng nó trú ngụ. Hay cái địa điểm quen thuộc thứ hai đó là đình, miếu, miễu. Hay những cái địa điểm quen thuộc thứ ba mà các loài này nó hay trú ngụ đó là gì? Chùa, đền. Chính vì vậy cho nên chùa cũng là nơi lui tới của những thế giới tâm linh, thế giới cõi âm, trong đó có nhiều khi có ông bà cha mẹ chúng ta nữa, cũng có lục thân quyến thuộc cửu huyền thất tổ của chúng ta nữa. Thiếu gì? Tại chúng ta không biết, không thấy thôi, không có đủ thần lực để nhìn thấy thôi. Chứ còn những cái loài trong vô hình, ma quỷ, những cái loài cô hồn vất vưởng, họ cũng nương tựa vào cảnh thiền môn, cảnh chùa. Thì hồi còn sống họ đâu biết gì Phật Pháp đâu. Có những người hồi còn sống họ còn chưa có một cơ hội để tiếp cận với đạo Phật nữa kia mà, nhưng mà đến khi chết làm những cái cô hồn vất vưởng lang thang ngoài đường đó các vị. Thì có, nhưng mà được cái duyên lành ở đời quá khứ gì đó thì lại vô tình vất vưởng ngay được, nương tựa được vào cảnh chùa. Rồi ngày ngày nghe kinh, cứ ngày nào họ cũng nghe các sư thầy tụng kinh, rồi ngày nào họ cũng nghe, cũng thấy, cũng chứng kiến những cái việc trong thiền môn sinh hoạt. Từ đó cái tâm họ nó buông bỏ những cái thù hận, họ buông bỏ đi được những cái hận thù khi họ còn sống, họ buông bỏ đi được những cái oan gia phiền muộn khi họ còn sống, rồi họ buông bỏ đi những cái chấp thủ, chấp niệm khi họ còn sống. Họ nhất tâm niệm Phật sám hối, cái thần thức của họ mỗi ngày đều hướng về Tam Bảo để lạy Phật, để sám hối. Quý thầy lên chánh điện tụng kinh họ cũng lên, họ nghe kinh. Quý thầy tụng kinh họ cũng nghe kinh, quý thầy thuyết pháp họ cũng nghe, quý thầy làm việc họ cũng đứng, họ nhìn, họ thấy. Cho nên là người âm, về người âm họ cũng coi như họ còn sống là không có tu, không có tin tưởng Phật Pháp, nhưng mà khi chết những cái duyên gì đó được nương tựa ở chùa, cho nên là họ cũng có cơ hội siêu thoát nhờ khi họ buông bỏ được tất cả những niệm ân ái tình thù ở trên khi cuộc đời khi họ còn sống. Nhờ vậy mà họ nương tựa Tam Bảo, họ tin tưởng Phật Pháp, nhờ vậy mà họ được siêu thoát. Đây cũng là cái nguyên nhân mà lý do vì sao mà người Phật tử họ thay thích gửi cốt, gửi hình ảnh người thân họ vào chùa. Các vị biết không? Đây là một cái lý do đó. Đây là một cái lý do mà tại sao người thân chúng ta, ông bà cha mẹ chúng ta hay muốn gửi cốt, gửi hình ảnh, gửi họ tên của những người mất trong gia đình vào chùa để nhờ các sư thầy cầu nguyện. Đó là như vậy. Tại vì khi có đôi khi còn sống thì họ không tin tưởng Phật Pháp,
họ chưa biết nhân quả, nhưng mà khi chết đi rồi có thể thần thức họ chưa được tái sinh, thì cũng một cái duyên lành nào đó họ nương tựa được một cái ngôi chùa nào đó, thì ở đó họ nghe kinh mỗi ngày, thì từ đó họ cũng thay đổi được những cái tập niệm, những cái tập khí, những cái cố chấp của họ khi họ còn sống. Khi mà họ buông bỏ được hết thì họ sẽ tiếp cận với Phật pháp một cách thường trực, từ từ họ có sự siêu thoát. Siêu thoát ở đây là siêu thoát ở tâm thức đó các vị, thần thức họ tái sinh, còn thần thức là đương nhiên tái sinh theo định nghiệp rồi, không có gì thay đổi. Thì các vị thấy rõ ràng khi chúng ta đi chùa, chúng ta sẽ có được những cái lợi ích. Còn về góc độ mà gọi là nghiên cứu thì các vị nên nhớ rằng có những cái người khi mà đi chùa đó, nếu mà chúng ta học Phật pháp sâu thêm một tí nữa thì chúng ta phải hiểu, chúng ta phải hình dung, chúng ta phải nhận ra được rằng chúng ta đến chùa ngoài cái việc mà do biến cố trên cuộc đời chúng ta mới biết đến chùa, thì những cái đối tượng mà thường á là do gặp biến cố trên cuộc đời mới biết đến chùa á, thì nó cũng tuy rằng muộn nhưng có còn hơn không, đúng không quý vị? Có còn hơn không, có thay đổi còn hơn là không thay đổi, đúng không? Còn nếu khi các vị đã có cơ duyên biết đến chùa rồi thì tôi khuyên các vị hãy đi chùa bằng cái tâm tỉnh thức, đừng đi chùa bằng cái tâm mơ mộng. Vì sao? Vì đi chùa bằng tâm tỉnh thức các vị sẽ gặt hái được nhiều thành công trên cuộc đời. Còn các vị đi chùa bằng tâm mơ mộng thì các vị thứ nhất phí thời gian, thứ hai phí sức khỏe, thứ ba phí đủ thứ phí, không có được lợi ích gì. Hãy đi chùa bằng tâm tỉnh thức. Tâm tỉnh thức là gì? Bây giờ tôi sẽ nói cụ thể để các vị mường tượng, để các vị hiểu. Chúng ta đến chùa là để học Phật, học những điều hay, những cái lẽ phải, học những cái đạo đức, nhân cách, ứng xử tình huống trong cuộc đời theo lời dạy của Đức Phật. Những gì Đức Phật dạy cho con người chúng ta sống trong cuộc đời này như thế nào thì chúng ta hãy áp dụng như thế nấy. Và chúng ta đi chùa, mục tiêu của chúng ta đi chùa đặt ra là để học Phật, nghe pháp, tu niệm và chuyển hóa. Đó là mục tiêu của người Phật tử đặt ra khi đến chùa, chứ không phải là đến chùa để selfie, chụp hình đăng Facebook, không phải là đến chùa để làm bà tám, không phải đến chùa để là tụ tập và chia phe chia phái nói xấu lẫn nhau. Các vị biết có nhiều người đến chùa, mới đầu đến chùa còn bỡ ngỡ hay sao, đến lâu rồi ta nói ở gần với Phật thì gọi Phật bằng anh đấy, rồi đi chùa lâu năm quá cái quen thân thiết với quý thầy quá rồi cái coi thường quý thầy luôn, hoặc là ở chùa đi chùa nhiều ngày bắt đầu quen rồi gọi Phật bằng anh, tức là không còn quay nghi tế hạnh nữa, rồi tụ năm tụ bảy lại nhiều chuyện bà tám, chuyện mình không nói, nói chuyện người ta không à, ta kêu là mấy bà tám tới chùa đó, tới chùa không nói chuyện chùa toàn nói chuyện thiên hạ không, vô chùa tụng kinh không tụng kinh toàn nhiều chuyện không, chuyện làng chuyện xóm chuyện gà chuyện vịt chuyện cháo chuyện cơm gì cũng lôi vô chùa nói. Các vị thấy ở trước chùa người ta đã có hai cái câu đối rồi: tới chùa buông bỏ mọi hận thù. Bên đây thêm một câu nữa là: mọi chuyện thị phi nên dừng lại. Mà sao vô chùa toàn nói chuyện thị phi không không biết. Thì các vị phải nên lưu ý cái điều này. Cái điều này các vị bị nhiều lắm đó. Các Phật tử chúng ta bị nhiều lắm. Thử tư duy mà thấy đi, chúng ta đến chùa hãy đi chùa bằng tâm hồn tỉnh thức, đừng đi chùa bằng cái thức mộng mơ. Cái thức mộng mơ là cái thức vô định đó. Đi chùa làm bà tám nhiều chuyện. Chuyện mình không nói rồi tới chùa nói: ơi ông thầy đẹp trai quá bay. Ô, ông thầy này thuyết pháp giỏi nè, chùa này ông thầy này ông, chùa này ông thầy này ông giàu lắm nè, trời chùa này ông thầy này ông ok lắm, đi chùa này đi đừng đi chùa kia, rồi rủ rê rồi lôi kéo rồi chia phe rồi chia phái ở trong chùa nói xấu nhau nữa, rồi cái gặp trụ trì hay là gặp sư phụ: sư phụ ơi con nhỏ đó nó mà tu gì trời, nhà nó dày 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 đủ thứ.
Người ta nói câu mắc cười lắm, tiên trách kỷ mà hậu trách nhân. Muốn trách người trước trách mình. Ông bà mình dạy đúng chứ không phải sai. Mà trong đạo Phật thì cái giới thứ tư, tức là cái giới thị phi, cái giới nói dối, tức là chuyện có nói không, chuyện không nói có, thấy nói không thấy, không thấy nói thấy, nghe nói không nghe, không nghe nói nghe, là Đức Phật đã dạy cái giới thứ tư là cái giới tuyệt đối không được thị phi, không được mà gọi là xuyên tạc, nói xấu, mắng chửi, thiêu dệt, thêm bớt, hại người, nói dối, là cái giới cực kỳ quan trọng về cái tu khẩu. Thế mà một số Phật tử chúng ta đi chùa thì mới đầu thì tinh tấn lắm, mới đầu do biến cố gì đó trong cuộc đời nên vô chùa tinh tấn lắm. Gặp những cái biến cố mà nãy tôi kể các vị đó, có thể là biến cố đó, nhờ cái biến cố đó cho nên ngộ đạo mà vô chùa tu một thời gian thấy tinh tấn lắm. Nhưng mà tu tinh tấn một thời gian bắt đầu có làm bà tám, thế là đem chuyện nhà vô cũng kể cho nhau nghe, rồi đem chuyện hàng xóm, con nhỏ kia mới bị phá sản, thằng ôm thằng kia mới ngoại tình, con kia mới lấy chồng kia người ta, con nhỏ nọ mới trà xanh tiểu tam vô, thôi đủ thứ, tức là những cái thị phi ở ngoài cuộc đời bắt đầu có lôi vô chốn thiền môn để kể. Và các bà của mình có một cái điều hết sức là dễ thương, các chị em phụ nữ của mình có một điều hết sức là dễ thương, đó là không nhiều chuyện thì không phải đàn bà, đúng không? Nói câu này ra nó hơi bị đụng chạm á, tức là các cô Phật tử đó, các chị em Phật tử thì chưa tới giờ tụng kinh á, thì thí dụ cái người mà ta đi chùa bằng tâm tỉnh thức á, chưa tới giờ tụng kinh thì ta ngồi người ta tư duy về những lời dạy của Đức Phật, hoặc người ta nghiền ngẫm nghiên cứu những cái giáo lý mà mình chưa hiểu, để một chút gặp thầy mình có cơ hội thì mình hầu mình học, mình hiểu, mình hỏi để cho mình trau dồi thêm cái kiến thức cho Phật pháp, cho cuộc đời, cho cá nhân mình, không có đâu. Chưa tới giờ tụng kinh á, rảnh là bắt đầu ngồi tụm ngồi gấp. Mà chùa nào cũng vậy các vị, chùa tôi cũng y chang, mấy cô chú, mấy cô Phật tử tôi cũng vậy. Chưa tới giờ tụng kinh ngồi gấp, biết làm gì các vị, vui lắm, ngồi đó, chia phe ra nói chuyện chúng vậy chứ. Mà chia phe ra nói chuyện không đâu, chia phe nói chuyện rồi xong họ thành nói xấu. Ê bà biết không, bà biết nhỏ đó không, mà nhỏ đó nó vậy đó, đủ thứ. Mà ai mượn mình khai. Đi chùa bắt đầu có lôi ba cái chuyện thị phi ngoài đời mà xã hội vô. Rồi có nhiều cái chuyện nhiều khi mình nghe nó mơ mơ màng màng, nó không đúng nữa. Rồi bằng một cái nghệ thuật của mình đó, mình thêm bớt vô nữa, thêm đường, thêm nước mắm vô cho câu chuyện nó sinh động. Nhiều khi cái câu chuyện người ta, có một cái câu chuyện này nè, cái thằng kia nó chở nhỏ kia đi vô cái xóm đó, cái bà Phật tử đó bà gặp, bà đi kiểu đi chùa đó các vị. Thì đi chùa xong thì kiểu mà anh em huynh đệ nó cho nhau có gian về mà. Thì bà đó bà nghe, bà thấy, bà mới kể lại cho cái bà Phật tử nọ. Bà biết gì không, tối tụi nó chắc đi khách sạn. Rồi cái bà kia nghe được xong rồi về sáng vô gặp thầy, nói thầy biết gì không, tụi nó giả bộ đi chùa thôi, chứ tụi nó yêu nhau á, lâu lắm rồi, mượn cớ đi chùa để gặp nhau để ba mẹ đừng có la vậy. Mà chưa biết sự việc có phải vậy không, nhưng mà nguyên chùa biết hết trơn. Sáng mai mới đâu chưa mới đưa chưa được 10 tiếng hồ sáng, mới buổi tối 8 giờ xong tụng kinh xong xảy ra sự việc đó, sáng mai 6 giờ sáng ở chùa mấy trăm người biết hết trơn. Thì các vị thấy ở đây mình ý mình nói rõ ràng là chúng ta hãy nên đi chùa bằng cái tâm tỉnh thức, bớt soi mói chuyện của người khác. Chuyện người, người lo, chuyện mình lo. Mà Đức Phật cũng đã dạy rồi, mình bớt thị phi thì mình soi mói chuyện người ta làm gì. Cái gì á nó liên quan tới mình á thì mình ý kiến, cái gì nó không liên quan tới mình thì thôi. Lo dành thời gian để nghiên cứu giáo lý, để tu tập, để tụng kinh niệm Phật, để lại Phật sám hối, nó có phước hơn. Thì đi chùa nó mới có cái kết quả, đi chùa nó mới có cái lợi ích, nó có mục tiêu, mục đích rõ ràng. Mình đặt cái mục tiêu đi chùa là để tăng phước, mình đặt cái mục đích đi chùa là để giác ngộ, giải thoát. Mà cuối cùng vô chùa mình toàn làm bà tám với lại bà chín không, vậy nó đâu đúng với cái lý tưởng của mình rồi ban đầu đâu. Bởi vì chưa khi anh vô chùa mình cứ, tôi nói các vị nha, tôi khuyên các vị, nếu các vị đã đặt cái mục tiêu đi chùa để tăng phước, để diệt nghiệp, và cái mục đích tối thượng cuối cùng của các vị là gì, là để giác ngộ, để giải thoát, để an lạc, đúng không? Khi chúng ta đặt mục tiêu gì thì chúng ta hãy làm đúng mục tiêu, đó là tỉnh thức đó. Mục tiêu của tôi đi chùa là để học Phật, nghe pháp, sám hối, lễ Phật, tụng kinh, thực hiện theo những gì
mà Đức Phật chỉ dạy. Đó là mục tiêu. Và mục đích của tôi đọc ra đi chùa là để làm gì? Để an lạc, để giải thoát. Có mục tiêu, có mục đích, người ta gọi là lý tưởng. Lý tưởng của người tu tập, của người đi chùa. Và tỉnh thức là như vậy. Chứ không phải là đặt mục tiêu ra là đi chùa là để học Phật, nghe Pháp, để lễ Phật, để tụng kinh. Nhưng mà vô chùa, cái mục tiêu ban đầu đặt ra là rất là hoành tráng, rất là hào hùng. Nhưng mà khi đến chùa thì do cái căn nghiệp ngày xưa, do cái căn cơ chủng tánh nó bắt đầu tụ lại, thành lập nhóm, thành lập một cái gọi là nhóm nhiều chuyện, rồi chuyện có nói không, chuyện không nói có. Coi câu chuyện này tôi kể cho các vị nghe, nó hài hước mà nó kỳ cục vô cùng. Đó là hồi đó đó, hồi lúc mà mẹ tôi còn sống, mẹ tôi có dẫn tôi đi núi Chứa Chan Gia Lào. Ở Đồng Nai mình là các vị, núi Chứa Chan Gia Lào. Hồi lúc mà mẹ tôi còn sống, khi tôi còn nhỏ thì tôi hay tham gia những cái sự kiện hành hương của mẹ mình. Thì lên xe thì trong xóm tôi đi cũng đông, rồi xóm khác, xóm kia, xóm nọ. Việc đầu tiên mà các chú các bác lên xe để đi đến chùa đó, việc đầu tiên là mấy ổng quất một thùng bia hoặc là một can rượu đế. Mà cái thời của tôi còn nhỏ thì tôi thấy ít uống bia lắm, uống rượu là chính. Quất một can rượu vậy nè. Đó là lên xe, rồi ngoại trừ tài xế ra thì còn lại là bao nhiêu anh đàn ông trên xe là phải say cho đến chỗ. Đó. Mục tiêu của họ đặt ra khi đi chùa là tiên tử, tức là trước khi đi chùa là phải uống rượu. Các vị biết không, lên xe là nó nhậu quắc cái cần câu. Thì khi mà xe mà tới được núi Chứa Chan Gia Lào á, thì cái việc đầu tiên của mấy ông mà đi chung, mấy ông chồng á, mấy ông mà đàn ông trong đoàn đi chung á, thì việc đầu tiên của ổng là kiếm chỗ ngủ. Đó thôi. Cái người mà người ta có tinh thần học Phật, nghe Pháp, người ta có tinh thần tu tập, thì cái việc đầu tiên khi mà đến núi, đến chùa thì người ta vào chùa, người ta lễ tổ, lễ Phật, lễ thánh này nọ vân vân. Còn việc đầu tiên của các ông á, mà tôi chứng kiến hồi xưa đó, thì đến cái việc đầu tiên của mấy ổng là đến chỗ là lăn ra ngủ, tại vì trên xe là nhậu xỉn rồi. Rồi cái các bà, có một số thôi chứ không phải quơ đũa cả nắm, có một số thôi. Thì khi mà đến chùa, khi mà đi lên chùa lạy Phật xong, không biết cậu gì không biết mà lạy Phật xong, đi đến chùa bỏ vô cái thùng tiền công đức trong nhà chùa khoảng chừng 10.000 à, hay 5.000 gì đó. Chuyện này chuyện có thật nha các vị. Nhưng mà khi mà về lại cái phòng trọ, tại hồi xưa là đi đoàn vậy thì ở phòng trọ tập thể nó lớn, thì bắt đầu là tụ tập đánh bài tứ sắc rồi đó, đánh tiếng lên, rồi đánh sập xám, rồi đánh sắc tê, đánh tứ sắc gì đó không biết. Một cái đoàn của tôi đi là khoảng 40 mấy người, mà đi hai cái xe hồi xưa kêu bằng hai xe ca đó, tức là bây giờ gọi là hai chiếc 45 chỗ, thì cái đoàn đi cỡ khoảng cũng gần cả 100 người. Thì ở trong đó 30% là đàn ông, 50% là phụ nữ, và còn 20% còn lại là trẻ em và học sinh. Thì trẻ em và học sinh thì thôi không nói đi người. Nhưng mà cái thành phần mà gọi là để đi chùa thực thụ đó, để tu tập đó, để lễ Phật đó, thì chỉ có 0.01% thôi. Còn hầu như còn lại, khi mà mấy ông mình mà tới chùa rồi, ngủ một giấc tỉnh rồi, thì cái việc đầu tiên của mấy ông nữa là không phải đến chùa lại Phật, mà cái việc đầu tiên của mấy ông là gì? Đi kiếm quán nhậu, hoặc là đi kiếm mồi nhậu, để tụ tập chuẩn bị cho cái ca nhậu tiếp theo trong cái chuyến hành hương của mình. Thì những ông mà nghiện nhậu thì không nói đã đành. Những ông không nghiện nhậu thì buồn quá không làm gì. Giờ đến chùa người ta vô người ta tụng kinh mình biết làm gì. Buồn quá thì cũng bày ra nhậu chung. Đó là cuộc chơi của mấy ông. Còn cuộc chơi của mấy bà là gì? Tứ sắc tiến lên. Vô chùa thì cúng dường có 10.000 bỏ một thùng á. Nhưng mà tới về khu nhà trọ thì bắt đầu bày ra quýnh bài. Quýnh bài ăn tiền. Khi mà quýnh bài á, bắt đầu quýnh mà mới đầu thì quýnh chơi chơi vui vui để gọi là giết thời gian qua ngày đoạn tháng. Nhưng mà một hồi máu me cờ bạc nó lên là bắt đầu gầy sòng quýnh lớn. Mà khi quýnh lớn rồi cái đầu thua dài 3 triệu, 5-10 triệu. Cái bắt đầu về thằng chồng nó mới hỏi: ủa tiền nhà đâu hết rồi em? Bà vợ nó đi chùa hết rồi anh. Mang tiếng cái chùa không? Chùa nào lấy của bà hết tiền? Bà cúng chùa có 10.000 đồng bạc à, còn 5 triệu 9, 90 kia bà quýnh bài bà thua hết rồi.
Thằng chồng nó mà đi chùa làm gì tới 6 triệu bạc như vậy? Ờ thì ăn uống nè, rồi tiền xe nè, rồi đóng góp cúng dường nè anh. Trời, nó khẩu nghiệp vô cùng các vị. Mà cái đó là sự thật á, tôi chứng kiến con người đó luôn mà thấy luôn à. Mỉm cười luôn. Và cuộc đời của cái người đó, cái cô đó, cuộc đời của cái cô đó sau này thân tàn ma dại, tới hồi chết không có hòm chôn luôn các vị. Các vị thấy khẩu nghiệp ghê gớm không? Tính ra ông Phật cũng bị mang tiếng, mà tính ra cái chùa cũng bị mang tiếng. Tại vì khi mà đi đợt đầu vậy thì ông chồng không còn hoan hỷ, ông nói thôi lâu lâu đi làm phước cũng được. Qua 2-3 tháng sau thì có đợt đi chơi, hành hương chỗ khác, bà vợ cũng xin đi, bắt đầu là cũng đi chùa 3 ngày 2 đêm. Tại chuyến này nghe nói đâu đi Cổ Thạch Thầy Thím gì đó, thì trong quá trình đi buồn quá bài ra quýnh bài, rồi quýnh rồi thua nữa. Đến chùa thì chắc chỉ đến chùa xin số đề hay là xin cho con quýnh bài thắng hay gì đó thôi, được 5 phút chắc cúng dường dữ lắm, được 100 ngàn cao lắm. Nhưng mà kỳ đó nghe đâu thua mấy chục triệu. Về thằng chồng nó đè ra, nó quánh, nó mới tra, nó hỏi ra: mày làm gì hết mấy chục triệu? Em đi chùa. Mày đi chùa nào? Hành hương mà anh, du lịch vừa nhiều chùa lắm, giờ đâu kể hết. Em đi tới mười mấy cái kiểu chùa lận. Vậy mỗi chùa mày mày cúng sao mà hết mấy chục triệu? Chùa còn làm từ thiện nữa anh, cúng chùa nữa. Thấy mấy ông thầy tội nghiệp lắm, mấy ông thầy tu tốt tội nghiệp lắm, cúng cho mấy ông ăn, làm từ thiện nữa anh, mất mấy chục triệu, đi mười mấy hai chục cái chùa lận chứ có ít đâu. Chồng nó nghe nói nó cũng nói thôi cũng nghĩ cũng hợp lý, thôi nó cũng không nói. Rồi tới lần thứ ba đổ nợ cái 100 triệu, 100-200 triệu nữa. Tới lúc này chồng nó chịu hết nổi rồi, kêu: trời ơi trời, mày đi chùa gì mà càng đi chùa càng mắc nợ, càng đi chùa càng đổ nợ bể nợ là sao mày? Thì lúc này mới khai thiệt: dạ em quýnh bài. Rồi lúc này chồng nó tức quá trời, nó nắm đầu nó quanh, rồi nó quanh xong rồi nó ly dị luôn. Rồi con cái thì hất hủi, gia đình nó thì khi dễ. Tại bấy lâu nay nghe nói đi chùa tốt quá mà, trời ơi, nghe danh Phật tử đi chùa ăn chay làm từ thiện đồ dữ dằn lắm mà. Sao giờ té ra là kỳ cục vậy? Ồ thì ra là sống hai mặt ơ. Mà tính ra là mấy ông thầy chùa bị mang tiếng nha. Tính ra ông Phật ông cũng bị mang tiếng. Ông có ăn cái gì của bả đâu, mà mấy ông thầy cũng có ăn đồng nào của bả đâu. Mà tính là mà 2 đợt trước thằng chồng nó cay lắm nha. Nhưng mà nó sợ đụng chạm đến tâm linh, nó không dám nói. Chứ nó cay lắm. Mẹ bà không lẽ nó nói được, nó nói: mẹ bà mày cuốn gói vô ở với mấy anh thầy chùa luôn đi. Đấy các vị biết, nhiều khi mấy thầy bị mang tiếng, không ăn được gì hết trơn mà bị mang tiếng. Mà các vị biết đây là con người thật, tôi chứng kiến thật. Cô ấy bây giờ cũng mất rồi, thì nói có vong hồn bả nghe luôn. Thì bả cũng ở gần xóm tôi chứ không đâu đó, cũng hay đi chùa lắm. Nhưng mà đi chùa là phụ thôi, cái niềm vui chính của bả là quánh bài. Tại vì chỉ có khi đi chùa thì quánh bài chồng mới không bắt gặp. Tại vì đi 3-4 ngày đêm mà mấy bà trong xóm rủ nhau đi 3-4 ngày đêm, mượn cái cơ hội đi chùa để tụ tập quánh bài thôi, đâu tu hành gì đâu, đâu có đến chùa nghe Phật nghe giảng gì đâu. Ở trên kia giờ giảng sư người ta đang thuyết pháp hùng hồn âm âm vậy, vậy mà tôi thấy ở dưới này mấy bà bài ra, mấy bà quýnh bài tự nhiên được hay thiệt. Ở trên kia quý thầy người ta giảng năm giới, đừng có cờ bạc, đừng có rượu chè, đừng có hút sách. Ở dưới này thấy mấy ông bài ra ngồi nhậu đùng đùng, 1 2 3 vô thoải mái. Ở trên kia cái loa, tại vì tôi nghe tôi còn nhỏ nhưng mà tôi vẫn nhận thức được, lúc đó tôi cũng mười mấy tuổi, tôi vẫn nghe là hồi đó là không biết là thầy nào giảng hay là thầy trụ trì, không biết ai giảng, mà nghe là: các vị đừng nên cờ bạc, vì cờ bạc là bát ăn bần, vì cờ bạc là tan nhà nát cửa, vì cờ bạc là mất hạnh phúc gia đình. Thì mà bà này bà ở đây bà còn, bà này bà nằm, tại tôi nằm ở trong cái phòng tập thể mà tôi còn nghe rõ bà nói một câu, tại chắc là quýnh gì đó, bà quýnh cái gì không biết, mà bà nói câu quýnh sắc tê quý vị, bà nói bà còn nói câu là gán cố chừng cho tới cái gì đó. Thì ý là cái môn bài đó mà. Thì tôi nói ở trên kia thì nói vọng 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 lên là các vị Phật tử đi chùa là phải tu tập, phải hành trì, phải tụng niệm, phải làm phước, phải sống có đạo đức,
phải giữ gìn ngũ giới thế này thế kia. Thế mà cái thiền đường giảng pháp thì cách đó có mười mấy mét chứ nhiêu, còn cái phòng tập thể mà chùa cho người ta kiểu như là cho khách vãng lai á, tới ở ở lại qua đêm ở trong chùa, thì mấy bà quýnh bài, còn mấy ông thì ra đằng sau cái nhà để núp núp, mà giọng thứ nhậu mà núp nhậu cũng nhậu được cũng hay vậy, tại vì nhậu ở ngoài thì sợ quý thầy thấy thì cũng kỳ, lén ra sau cái phòng đó là nhậu, còn mấy bà thì quýnh bài chui vô góc, rồi đến nỗi mà ở chùa người ta cúp điện hết, người ta không mở điện nữa, là sau 12 giờ chùa ta cúp điện hết, thì cái độ ghiền của mấy bà đến mức độ là gì, đi xin đèn cầy với lại xin đèn dầu đốt lên ngồi quánh tiếp, tại vì có mấy bà thua quá rồi phải gỡ, không gỡ về tiền đâu về đó, thì cái bà nào mà thắng á thì nghe thấy chùa mà cúp điện mừng ấy, nghỉ 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 vô 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 kèo rồi, còn bà nào mà thua chùa cúp điện cái chửi, trời ơi trời, chùa chiên gì giờ này cúp điện rồi sao ngủ, mà sợ bà mấy bà có ngủ đâu, bà quýnh bài cúp điện cái gì chơi đó, cho nên các vị thấy có nhiều người đi chùa vậy đó, mà cái rồi tốn hao tài tốn của mấy trăm triệu về chồng hỏi đi đâu, nó đi chùa, trời ơi, tính ra mấy ông thầy chùa cũng mang tiếng, tính ra Phật cũng hay bị mang tay mang tiếng, tính ra chùa cũng bị mang tiếng bởi mấy bà. Ở đây là thầy nói những cái người có cái thói xấu đó thôi nghe, chứ không phải quơ đũa cả nắm đâu, không phải quơ đũa, chứ không phải nói vậy rồi nói tôi quơ đũa là không phải, tôi nói những người có cái thói xấu đó thôi, và những người đó là tôi đã chứng kiến tôi thấy. Cho nên chúng ta đến chùa là để học Phật, chúng ta đặt mục tiêu rõ ràng là chúng ta đến chùa để học Phật, học Phật tức là học những lời dạy của Đức Phật áp dụng vào đời sống thực tế của bản thân, từ đó chúng ta đạt được mục đích của mình là an lạc, chứ không phải đến chùa để tụ tập quýnh bài, không phải đến chùa để tụ tập nhiều chuyện, không phải đến chùa để tụ tập để nói xấu để thị phi, không phải đến chùa để chia bè chia phái, và không phải đến chùa là để phí thời gian vào những cái chuyện gọi là nó không cần thiết cho cuộc cho cái sự tu tập của mình, nó là vậy. Cái cô Yến của họ cũng nói là có nhiều lúc họ bình luận để nghe thôi chứ không có ác ý, thì có phạm giới thị phi không? Thì nếu họ không có ác ý thì họ không có phạm giới thị phi, tức là họ không bị quả báo trực tiếp nhưng mà họ bị quả báo gián tiếp. Thí dụ như tôi nói ví dụ thôi nha, có một vị thầy nào đó, tôi cứ tôi không nói tôi, quý vị nghe kỹ nha, tôi không nói tôi nói một vị đại đức nào đó, một vị thầy nào đó đang thuyết pháp, mà một cái người nào đó họ họ chưa nghe hết bài pháp thầy đó nói, hoặc là họ có một cái ý là kiểu như là khi dễ, không tin hay là bất kính, mặc dù trong lòng họ không có cái chủ đích là bất kính đâu, nhưng mà có thể là họ hiểu lầm cái lời nói của vị thầy đó gì đó, tại vì họ vị thầy đó chưa triển khai hết ý, chưa nói hết bài, nhưng mà vị đó chỉ mới nghe thoáng thoáng qua vài câu thôi thì chưa có hiểu hết được cái ý thầy đó truyền tải, thì đã vội bình luận là gì gì đó thế này thế nọ, thì cái vị đó không có quả báo về mặt ác ý, tức là không bị quả báo về mặt thị phi, nhưng sẽ bị quả báo vô tình, tại vì vị đó gọi là cũng là trong gì vô tình bình luận chứ không có ác ý thị phi, thì cũng sẽ bị quả báo vô tình, nhiều khi trong cuộc đời họ bị một cái chuyện xui vô tình nào đó, gọi là phúc bất trùng lai quả vô đơn chí đó mà, vô tình đó, thì các vị cũng nên cẩn thận, hoặc là chúng ta đến chùa chúng ta đừng có dùng cái từ gọi là vô tình tạo nghiệp, vì chúng ta phải hiểu được chư tăng chư ni chư đại đức tăng ni đồng ý rằng cái thời buổi bây giờ thật giả lẫn lộn, lên mạng Facebook chưa chắc ai là thật chưa chắc ai là giả, điều đó là đúng, nhưng nếu mà chúng ta đã chưa biết và chưa chắc thì đừng vội bình luận, đừng vội nói điên, đừng vội nói bậy, đừng vội nói những câu nói hỗn hào bất kính, đừng vội có những cái bình luận tiêu cực, vì cái đó chính là tích một cái họa vô tình cho bản thân chúng ta. Vì sao? Vì bất kính tam bảo tức là tội đọa địa ngục. Nhưng mà
đọa địa ngục trừ khi chúng ta bất kính với thánh tăng thôi, trừ khi chúng ta bất kính với những cái thành phần mà tu hành nghiêm chỉnh, tác phong đạo đức quay nghi tế hạnh đàng hoàng, được xứng danh vào hàng thích tử, gọi là người tu hành chân chính, chất trực, nghiêm chỉnh đó, có đạo đức hẳn hồi, thì chúng ta mà bất kính với lại cái vị tăng đó, chúng ta sẽ bị đọa địa ngục đó. Tại vì chúng ta bất kính với hàng chứng tăng. Có thể là cái vị tăng đó họ chứng thánh rồi không chừng, nhưng mà nếu chúng ta vô tình bất kính với một người tu hành đàng hoàng thì chúng ta sẽ bị quả báo gì. Mà bây giờ ở trên mạng các vị biết không? Biết ai tu hành đàng hoàng, ai tu hành không đàng hoàng, đúng không các vị? Biết ai tu hành nghiêm chỉnh, ai tu hành không nghiêm chỉnh. Đã không biết thì thôi đừng đùa. Nếu mình không thích nghe mình có thể lướt qua. Nếu mình không thích nghe mình có thể bỏ đi. Không việc gì mắc mớ gì mình phải bình luận lung tung, nói bậy nói bạ điên cuồng lên trên cái tường phay của người ta. Nhiều khi Phật tử vô tình người ta đọc vô, người ta sinh cái tâm phiền não. Nói thật giống như bây giờ, như trường hợp như cô Yến đang nghe tôi nói, hoặc là một số vị Phật tử đang nghe tôi nói đi, tự nhiên có một vị nào đó nhảy vô bình luận một câu hết sức thô thiển, dùng những cái danh từ, những cái ngôn từ gì đó hết sức là cợt nhã, hoặc là những cái danh từ, những cái ngôn từ gì đó hết sức là bất kính đi, thì đối với tôi là bình thường. Đối với tôi xin nguyện là bình thường hết. Tại vì chấp nhận lên Facebook nói chuyện là chấp nhận là có hai luồng gọi là quan điểm rồi. Ai thuận ý với mình thì họ sẽ khen mình, ai không thích mình thì họ sẽ chê mình, chuyện đó bình thường. Tuy nhiên cái việc khen chê đối với tôi nó không là vấn đề. Nhưng mà số Phật tử còn lại khi họ đang nghe livestream thì họ thấy một cái bình luận hiện lên, sao cái chú này, cái cô này, cái anh, cái chị này lại vào cái trang Phật Pháp của thầy mà bình luận kỳ vậy? Thì tự động cái tâm của những vị Phật tử khi người ta đang, ta nhìn thấy bình luận đó, người ta sẽ không phiền, người ta sẽ không hoan hỷ. Mà chính vì cái từ trường không hoan hỷ đó nó được phát sinh từ nhiều người trở lên, thì tự động cái người mà bình luận cái câu đó sẽ bị một cái quả báo tương tác, dù là vô tình hay cố ý. Nếu như cố ý thì thôi khỏi nói, là chắc chắn là sẽ có quả báo tương tác. Còn nếu vô tình nói một câu gì đó không có ác ý nhưng mà lại làm phiền não cho mọi người thì sẽ bị cái quả báo vô tình. Quả báo vô tình thì nó thường là nhẹ hơn quả báo hữu ý. Thì các vị nên nhớ rằng cái gì mà nó mang tính hữu ý, tức là có ý đó, trực tiếp có ý thì nó quả báo nặng. Còn thí dụ như vô tình thì quả báo nó có mà nó nhẹ một chút. Còn nếu mà các vị mà nói xấu hoặc là chửi mắng một vị tăng, hoặc là các vị bình luận một câu nói gì đó để xúc phạm một vị tăng, mà cái vị tăng nó thực sự là không phải là người tu, kiểu như là mượn đạo tạo đời, hoặc là kiểu là mượn chiếc áo làm nên thầy tu đó, hoặc là kiểu là không phải là tăng ni của Phật Pháp, kiểu như là nó trắng ra là cái là những cái vị mà dùng cái danh từ là giả đạo, lợi dụng đạo, thì các vị chửi mắng bài xích hoặc vạch trần các vị đó thì cái đó thì không có tội lỗi gì cả. Cái đó là các vị giúp cho mọi người hiểu ra chân tướng. Thí dụ như các vị đi chùa nè, rồi hoặc là quá trình tham gia các mạng xã hội, các vị phát hiện ra được một cái người nào đó lợi dụng chiếc áo cà sa của đạo Phật để làm chuyện bậy bạ, bôi lọ Phật Pháp, thì các vị lên tiếng để vạch trần đối tượng đó ra, hoặc là các vị bình luận vào để mọi người chú ý, để mọi người vạch trần ra, thì cái đó không tội lỗi. Nhưng mà phải có chứng cứ rõ ràng nha. Phải có chứng cứ rõ ràng, biết chắc người đó là giả đạo dối tu thì mình hãy nên nói. Còn nếu mà chưa có chứng cứ rõ ràng, chưa biết chắc chắn thì thôi làm ơn làm phước đừng nói. Nói mang nghiệp đó. À, tụi người đi chùa hả? Người đi chùa rồi tụ tập lại bình luận nói chuyện thị phi với nhau hả? Đương nhiên có quả báo. Tôi nói với các vị rồi. Chúng ta đi chùa, chúng ta đặt mục tiêu là gì? Học Phật, nghe Pháp. Và đừng để phí mất thời gian khi đi chùa mà không được cái lợi ích gì. Mục đích cuối cùng của việc đi chùa là giác ngộ, an lạc, tự tại. Mục tiêu đặt ra đi chùa là để học Phật, nghe Pháp và thực hành.
Bởi vì vô chùa mà còn tụ tập bình luận với nhau về chuyện đời thì thôi ở nhà đi chứ đi làm chi? Đi làm chi cho nó mất thời gian, vừa tốn sức khỏe vừa tốn thời gian. Cho nên cô Phan Thị Yến có nói, thì sẵn đây tôi cũng nói với vị luôn, nếu như các vị cảm thấy đến chùa mà còn tụ tập lại để bình luận chuyện đời thị phi thì thôi ở nhà. Ở nhà tu một mình nó còn khỏe hơn, đến chùa làm chi mà tụ tập bình luận chuyện đời. Người ta nói cửa chùa là cửa buôn xã, vậy mà vô chùa còn tụ tập còn bình luận với nhau về chuyện đời thì thôi ở nhà đi cho rồi. Đi chùa làm chi cho nó hoang ố cảnh thiền môn, đi chùa làm chi thì cho nó làm bất tịnh lòng với nhau, thôi ở nhà đi. Có thể nói cái câu này ra thì nghe nó hơi đau lòng, nó hơi chạnh lòng thật, nhưng nếu đã hiểu đến Phật pháp rồi, những người mà mới biết đến chùa đó, mới biết đến đạo đó thì thôi còn thông cảm, còn tạm chấp nhận được. Nhưng nếu đã đi chùa 1-2 tháng rồi, cũng như là đã ít nhiều thấm nhuần được giáo lý một chút đỉnh rồi, được sự dạy dỗ dìu dắt của quý sư thầy, quý sư cô rồi, mà vẫn còn vào chùa để tụ tập để bình luận chuyện đời thì thôi thua rồi. Thôi thì ở nhà đi tu cho nó khỏe, nó nhàn, tới chùa làm chi làm rộn thiên hạ, làm rộn quý thầy tu. Cho nên là tôi là cực lực phản đối và lên tiếng các vị Phật tử mà đem cái tâm thị phi vào chùa. Thật sự nói ra nó đụng chạm đệ tử tôi cũng nói thẳng nè, nếu quy y chùa tôi thì tôi hướng dẫn, các vị cảm thấy đúng thì cứ nghe, không đúng các vị có thể bỏ qua. Nhưng mà tôi cực lực phản đối cái chuyện, cực lực lên án cái chuyện đem chuyện thị phi ở ngoài vào chùa. Ở ngoài các vị có là cái gì đi chăng nữa tôi không cần biết, ở ngoài các vị có làm cái gì tôi cũng không quan tâm, ở nhà các vị là ai đi chăng nữa tôi cũng không cần để ý. Nhưng các vị vào chùa, các vị là người tu thì phải tu cho nó ra tu, chứ không phải là đem chuyện nhà các vị vào chùa để làm phiền não đại chúng. Không phải đem chuyện ngoài đời vô chùa, đem chuyện thị phi ngoài chùa vô để bình luận lung tung, làm suy tâm đảng tánh những người đang tu tập. Thì tốt nhất là mọi người chúng ta nên đi chùa bằng cái tâm tỉnh thức là như vậy đó. Đừng đem những chuyện thị phi ở ngoài vào chùa, và đừng đem những cái chuyện gọi là nó không có cần thiết đến vấn đề tu tập của chúng ta. Đó, chúng ta phải đặt mục tiêu rõ ràng. Mục tiêu đi chùa chúng ta là gì? Là tu, là niệm, là tập, là hành lời dạy của Đức Phật. Mà lời dạy của Đức Phật thì trong đó cái giới thứ tư đã dạy rất rõ là không được thị phi. Ở trước cửa chùa cũng treo một cái biển nhắc nhở Phật tử, đó là đừng thị phi khi vào cửa chùa. Ấy vậy mà cái việc đầu tiên khi Phật tử đi chùa lại là thị phi. Các vị có thấy nghịch lý cuộc đời không? Có thấy mâu thuẫn không? Nếu chúng ta đến chùa mà chúng ta còn thị phi thì thôi chúng ta đến làm gì? Thôi ở nhà đi, tu tâm niệm Phật đi, tu một mình đi, chừng nào mà cảm thấy không còn thị phi nữa thì đến. Thì cũng có nhiều quan điểm cho rằng thì con cũng đang thị phi lắm thầy, nhưng mà nhờ con đi chùa nên con hết thị phi. Hết chưa? Dạ hết rồi thầy. Chắc không? Dạ chắc thầy. À mà thầy ơi, thầy cho con hỏi coi, cái anh cái chú gì hôm qua tới chùa rồi ổng không gà sao ổng không đi chùa nữa thầy, nhà ổng có chuyện gì hả? Tôi nói ủa ngộ vậy, kêu hết thị phi rồi mà hỏi chắc không, nói chắc mà giờ hỏi chuyện tao chi vậy trời. Nói ôi con hỏi gì đâu, con quan tâm bạn đồng tu, con quan tâm chứ con có thị phi đâu thầy. Những thường á, là chúng ta hay có những cái luận điệu để mà biện bạch cho cái sự thị phi của mình, nhưng mà mình không để ý, mình nghĩ rằng là những điều đó mình làm là đúng thôi. Quan tâm đến đến đồng môn đồng tu là điều tốt, nhưng không khéo đó thì cái sự quan tâm đó nó qua cái sự thị phi nó mấy hồi. Cho nên tốt nhất chúng ta giữ cái sự quan tâm đó trong trong tỉnh trong chánh niệm, trong chánh niệm. Nhiều khi mà chúng ta quan tâm đến bạn đồng tu một cách thái quá, nó trở thành thị phi. Nó vậy. Có cái bà kia các vị, có cái thằng đệ tử, tại thì tôi kêu bằng thằng là tại vì nó còn nhỏ, nó mới 20 mấy tuổi rồi, 21, 22 tuổi gì. Một thằng một bé, tức là một 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 bạn một bé đi, nó vậy cho nó lịch sự ha, một bạn một bé. Thì cái bạn trai này thì nó không có ý gì với lại cái bé đó đó.
Nhưng mà vì cái tâm nó khởi lên cái tư tưởng là muốn rủ bạn đồng tu đi 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 tu vậy thôi. Thì ngày nào nó cũng ghé qua nhà cái bé đó để nó hú bé đó đi đi tu. Gọi là tu phải hú mà, tu hú. Thì ghé hú bé đó đi tu. Thì ngày đầu không sao, ngày thứ hai không sao, ngày thứ ba không sao, đến ngày thứ tư nguyên cái xóm nó đồn, nguyên cái xóm nó đồn là con bé đó ở với thằng này luôn rồi. Các vị thấy nó ghê gớm không? Tao nói cái miệng đời nó ghê lắm. Thì con bé đó, nó buồn quá, nó mới vô chùa, nó gặp tôi, nó nói: "Thưa thầy, con đi chùa mà con bị mang tiếng, chắc con không đi chùa nữa đâu thầy." Hỏi sao vậy? "Không, không gà, con đi chùa con thấy con an lạc thiệt á. Tức là con vô đây con nghe thầy giảng điều hay lẽ phải đạo đức của chùa chiền con mê lắm. Nhưng mà chắc con không đi nữa đâu." Hỏi sao vậy con? "Cái anh mà anh rủ con, ảnh cái anh mà cái anh đó anh đầu tiên anh gieo cho con cái duyên về đi chùa đó. Anh tốt lắm, anh rủ con, anh ghé anh chở con đi chùa. Mà giờ nguyên cái xóm con độn nói con với ảnh ở nhau luôn rồi. Mà thầy biết không, gia đình con đó là coi như là cực kỳ, coi như là khó về cái chuyện mà coi như là trai gái. Con còn nhỏ mà mới 18, 19 tuổi. Bây giờ nguyên xóm nó độn nói con với ảnh là chở nhau đi qua đêm rồi tùm lum đó." Thì ba mẹ con nghe như vậy tức quá, cấm không cho con đi chùa nữa. "Thầy có cách nào giúp con không?" Thì tôi mới ngồi tôi suy nghĩ một hồi, tôi mới nói: "Ủa sao kỳ ta?" À, tôi mới nhớ ra cái bạn đệ tử, là đệ tử của tôi đó. Tôi nói, tôi kêu nó lên hỏi, nói chứ con ghé con rủ con gái người ta đi chùa làm sao mà giờ cha mẹ người ta cấm tao không cho tao đi chùa luôn này. Nói con có biết gì đâu sư phụ, thì con nghĩ nhà con gần nhà bạn ấy, nên ngày nào con qua con cũng hú bạn ấy, con cũng chở bạn ấy đi chùa, tại bạn ấy không có xe, con nghĩ là con có xe thì con chở bạn đi tụng kinh xong con chở bạn về, coi như huynh đệ đồng đạo tu thôi chứ con có nghĩ gì đâu." Thì thầy mới nói: "Tâm con thì tốt nhưng mà tình ngay lý gian con à, phải chi con là đàn bà, con gái con là nữ nhi á thì nó không sao, nhưng mà con là trai thanh người ta là gái sắc, con là con trai người ta là con gái, thì cái trai gái nó là cái hai cái giới nó khác nhau, nó rất là nhạy về cái vấn đề gọi là trai gái rồi, thì muốn rủ người ta đi chùa thì thôi có điện thoại nè, nhắn tin gọi điện đi, thì giờ động viên, thì ơi bây giờ như vậy nè, anh thì anh ghé nhà em, anh chở em đi hoài cũng không tiện, mắc công hàng xóm láng giềng bà con thân thuộc nhìn ra ngó vào, em là con gái mới lớn nữa, mắc công rồi mắc công mang tiếng cho em thôi, thì con phải giải thích cho em nó hiểu rõ, rồi con hướng dẫn cho em nó cái cách tu, rồi con nói giờ chùa sư phụ tôi của anh thì em biết rồi đó, em tạo điều kiện để em đi đi chứ anh không có rước em mỗi ngày được, anh rước em mỗi ngày mắc công người ta đồn thì tội nghiệp cho cái danh tiếng của gia đình em. Cái này ông có tâm tốt nhưng mà lại không biết cách khéo léo xử lý, vô tình tạo ra cái hiệu ứng xấu đấy. Thì từ cái chỗ đó cho nên bây giờ gia đình của cái cô này có ác cảm với chuyện chùa chiền luôn. Thì các vị qua cái câu chuyện này các vị cũng nên nhớ nha, mình mà có rủ ai đi chùa đó, nếu như mà người ta có chồng thì mình phải khéo léo giải thích cho chồng người ta hiểu, rồi khi người ta đi chùa cũng cũng nên nhắc người ta là phải nên nói cho chồng người ta nghe: biết rằng hôm nay là tôi với vợ ông đi chùa, vậy chùa nào, ở đâu, địa chỉ nào." Đó. Tại vì cái tâm lý của người đàn ông thì người ta không phải là cái gì người ta cũng ghen tuông đâu, nhưng mà nhiều khi mập mờ quá rồi mà mai mốt có chuyện gì nó đổ thừa hết cho nhà chùa, nhiều khi mấy thầy mang tiếng giống vậy chứ đó. Như cũng có cái câu chuyện như vậy, như có con bé kia tự nhiên nó đi quy y, nó lên chùa tôi nó quy y, thì khi mà truyền giới đó thì hôm đó thì tôi truyền giới thì nó nghe câu được câu mất gì đó không biết, cái giới thứ ba là cái giới không tà dâm đó các vị, tức là không có ngoại tình đó, không có lăng nhăng, sống chung thủy một vợ một chồng đó, nó nghe không tà dâm không biết nó nghĩ như sao, về 2 tháng trời nó không cho chồng nó đụng, không không cho chồng nó ngủ chung, nó nói: "Giờ em tu bữa thầy truyền giới em mô Phật con giữ được rồi, giờ làm vậy tội lắm." Mà 2 vợ chồng nó mới có 20 mấy 30 tuổi đầu, không phải già cả gì đâu. Mà hên nó là thằng chồng nó là bạn học của tôi á, thằng chồng nó mới điện lên nói: "Ông dạy vợ tôi tu kiểu gì mà giờ 2 tháng nay tôi ngủ sofa không ông."
hên là chồng nó bạn học á, cho nên là nó điện lên nó hỏi, thì tôi nói ủa tôi đâu có dạy vợ ông ngủ tu kiểu gì vậy. Chị trong cái giới thứ ba là không được tà dâm, có nghĩa là không được quan hệ thể xác lẫn ngoại tình tư tưởng với người không phải là chồng của mình. Tôi có dạy rõ vậy mà, chứ tôi đâu có nói là quy y tam bảo một cái là tuyệt hẳn không được dâm dục như quý thầy quý cô đâu. Nên chồng nói ủa vậy hả, trời ơi vậy mà con vợ tôi bây giờ nó ăn chay trường nào, thì nó ăn chay tôi không nói đi, giờ nó không cơm nước gì cho tôi luôn, nó nói giờ nấu đồ ăn mặn cũng phải sát sanh, rồi tối hai vợ chồng hết ngủ nó không ngủ chung tôi luôn, rồi nó ra ghế sofa nó ngủ, còn hả tôi ra nằm sofa nó, rồi nó vô phòng khóa cửa ngủ. Thì tôi gãi lên chùa ông nó tu xong về tôi thấy không biết nó trở thành Quan Âm Bồ Tát luôn rồi. Các vị biết không, tôi phải lập tức điện cho cái cô đó lên chùa giải thích lại cái giới không tà dâm là gì. Cái cô nói trời ơi hôm bữa sư phụ nói mà chắc tại lúc đó con phân tâm mà sao con không nghe kịp, không nghe kỹ, hổng ra về con đâu có dám cho chồng con ở chung con đâu. Hên đó nha, hên là chồng bà bạn tôi, nó có số điện thoại tôi, nó điện lên nó hỏi kỹ rõ ràng. Chứ cỡ chồng bà mà không biết tôi, không biết chùa tôi, không quen tôi, chắc nó chửi thầy chùa dữ lắm đó. Chắc nó chửi chùa dữ lắm á. Nó nói từ ngày vợ nó đi chùa về trở thành con người khác, trở thành con người giống như cõi trên chứ không phải là con người nữa, không còn sinh hoạt vợ chồng bị thay đổi hết. Chắc lúc đó nó cay, nó chửi thầy chùa dữ lắm, chửi cũng không ít đâu. Cho nên các vị chúng ta khi đi chùa là học Phật nghe Pháp thì nghe cho kỹ, hiểu cho thấu, học cho thông. Cái gì chưa hiểu thì hỏi lại thầy, cái gì chưa thông thì phải hỏi lại, cái gì chưa biết thì học cho tường tận. Chứ đừng có kiểu học ba mớ, rồi cái kiểu mà học không hiểu, rồi tự mình suy luận suy diễn ra, rồi mình về mình áp dụng vô gia đình mình, cuối cùng gia đình xào xáo, phiền não. Đó là một trong những nguyên nhân mà các ông chồng cấm bà vợ đi chùa. Tại vì từ ngày mà vợ đi chùa về thấy gia đình xào xáo không? Không có được lợi ích gì về mặt tâm linh hết mà thấy gia đình xào xáo không? Thì mấy ông chồng, mấy ông đàn ông của mình thì mấy ông cục tính lắm. Thấy không có lợi ích gì cho cuộc đời, không có lợi ích thiết thực gì là mấy ông cấm liền. Đây tôi cũng có nhiều trường hợp rồi, tôi cũng chứng kiến nhiều ông chồng cũng cấm vợ mình đi chùa. Mà không phải là tự nhiên ta cấm đâu, cũng tại mấy bà đó. Cũng tại mấy bà một phần mà mấy ông chồng mình mới cấm. Đi chùa tha son đánh phấn làm như đi bắt ti, làm như đi dự tiệc vậy. Ở nhà thì ăn mặc lề xề hô, đi chùa một cái lên đồ bóng lưỡng như hoa hậu vậy. À, mới sao hỏi sao mấy ông không ghen. Ngày 1, ngày 2 mấy ông không nói nhưng mà ngày 3, ngày 4 mấy ông cũng phải suy nghĩ chứ, cũng phải sao con vợ mình ở nhà nó bình thường. Nghe hô rủ đi chùa một cái nó lên đồ ê như là sắp bia vậy. Rồi đi chùa hay là đi dẻo cai. Đó là mình nói thẳng vấn đề để cho các vị hiểu ra vấn đề là có một số chuyện chúng ta phải khéo khi chúng ta đi chùa. Nhất là phụ nữ chúng ta phải hoàn thành những cái gọi là cơm, nước, chợ, búa, công việc ở nhà một cách nó tươm tất đi đã. Rồi là chúng ta hoàn thành cái sứ mệnh một người vợ, một người mẹ, một người dâu con trong gia đình đi đã. Rồi hãy tính đến chuyện đi tu, đi tập, đi hành, đi học đạo. Thằng chồng nó đi làm về cực gần chết, tới giờ cơm hỏi má mày đâu rồi, nói má đi chùa rồi ba. Rồi nấu cơm nấu kiến gì chưa, tới giờ cơm sao không thấy cơm canh gì trơn vậy. Không, má đi chùa sáng giờ đâu ai nấu cơm gì đâu, hỏi mày ăn gì, con ăn bên nhà cô kia, ăn cơm tiệm gì đó. Ngày đầu thằng chồng nó có thể là bỏ qua, nó có thể là ừ thôi, nay vợ đi chùa thôi, mình nhịn mình ăn cơm tiệm. Mà ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm thì cũng y chang vậy thì nó bực. Nó tức lên thì nó phải nói bậy. Nó tức lên thì nó nói mày cuốn đồ vô ở chung với thầy chùa không đi. Và nhiều khi chính các chị em phụ nữ mình không khéo trong chuyện đi chùa nên làm cho đàn ông người ta nói bậy. Mà người ta nói bậy, người ta sanh khẩu nghiệp đã đành thì chị em mình cũng gọi là gián tiếp tạo cho tạo nghiệp. Tại vì do mình không xử lý không khéo cho nên là dẫn đến chồng mình ghen tuông bậy bạ với chùa chiền, rồi trong cái lúc nóng giận không kiểm soát được lời nói bậy lên thì chồng mình đã bị mang cái lời khẩu nghiệp rồi thì đã đành. Nhưng mà bản thân mình vì mình mà chồng mình mới nói câu đó thì mình cũng bị một cái quả báo ở trong đó, gọi là quả báo vô tình. Đôi khi không phải là do mình cố ý nhưng mà mình vô tình do cái sự gọi là không khéo léo trong cái chuyện sắp xếp tu tập của mình.
cũng như là nhiều chị em Phật tử khi đi chùa xong rồi về tự nhiên phát nguyện chay trường. Thì đó, thì về mặt góc độ tu tập thì chuyện đó cũng tốt, nhưng mà gia đình hồi đó giờ không ai ăn chay hết á, gia đình bên chồng cũng không có ăn chay, gia đình ruột mình cũng không có ăn chay. Tự nhiên nghe đồn, giống như cô Yến đi, nghe đồn cô Phan Thị Yến này ăn chay trường, ăn chay trường thôi không nói đi, ăn chay trường xong còn chơi thêm một cái đòn nữa là không thấu đồ mặn nữa. Rồi bắt đầu thằng chồng nó mới quạo, nó bực, xó giờ sống sao thì sống y vậy đi. Tự nhiên từ ngày mới tập tỉnh đi chùa được 2-3 bữa, cái giờ về cái giống như Bồ Tát Quan Âm, ăn chay trường, không nấu đồ mặn, không đụng đến đồ mặn, làm đảo lộn trật tự sinh hoạt trong gia đình. Chỉ mới có mấy ngày đi chùa thì đương nhiên á, cái người mà người ta không có thượng căn đại ngộ nơi chánh đạo, những người mà có thượng căn đại ngộ chánh pháp á, thì người ta hoàn toàn ủng hộ vợ người ta, tuyệt đối 100% thôi các vị. Nhưng cái số đó nó hiếm lắm các vị ơi, cái số đó nó ít lắm. Mà cái số mà bị sốc khi mà các vị làm á thì nó nhiều. Cho nên là cái người chồng họ sẽ bị sốc với những cái sự thay đổi cực kỳ cực đoan của người vợ. Tự nhiên đang nấu ăn nấu uống, đang là cái gọi là nội trợ chính của gia đình, cái tự nhiên giờ chuyển qua ăn chay, không nấu đồ mặn, rồi những công việc còn lại ai làm? Đó, nó gọi là một cái chủ đề nóng trong gia đình liền, làm thay đổi, làm xáo trộn mọi sự sinh hoạt trong gia đình một cách gọi là như trong trống liền, thì đương nhiên cả gia đình sẽ bị sốc liền. Nếu cái người mà thượng căn đại ngộ, đầy đủ nhân duyên với chánh pháp thì người ta sẽ ủng hộ vợ ta, ủng hộ con dâu ta, ủng hộ mẹ ta, ủng hộ chị ta một cách gọi là 100% tuyệt đối thôi. Nhưng mà cái số nó hiếm lắm các vị, số đó nó ít ỏi lắm. Cái số mà cực mà bị sốc thì nó lại nhiều. Cho nên là chưa đổ ông nghè đã đe hàng tổng là vậy đó. Hồi xưa người ta nói cái câu là chưa đổ ông nghè đã đe hàng tổng, đúng không? Và mình có cái câu nói là chưa ăn hết ba hũ chao tưởng mình là thánh, là Bồ Tát đó. Thì có nhiều cô chú Phật tử là do cái tâm nhiệt quyết với Phật pháp quá đi mà vô tình không khéo léo trong cái sự tu tập hàng ngày, dẫn đến cái sự phiền não cho người nhà. Như có một số cô chú mới đi chùa ngày đầu về, nghe ông thầy nói tụng kinh là có phước, về bưng nguyên cái chuông với cái mỏ, mà dòng thứ nhà ở chung cư các vị biết. Trời ơi, bà tụng kinh gì mà bà tụng từ 8 giờ tối, bà tụng tới 12 giờ khuya, tôi không biết bà tụng kinh gì nữa. Đến nỗi bảo vệ phải lên nhắc nhở. Đó, mình tu mà mình để phiền đến mọi người vậy đâu có được. Thí dụ như mình ở chung cư thì nó hạn chế về mặt âm thanh thì mình niệm Phật thôi. Còn hoặc mình có tụng kinh thì mình tụng không thôi, đừng có chuông mỏ gì hết. Cái tâm là quan trọng chứ cái hình tướng ăn nhậm gì. Đó, rồi có nhiều bà ngộ lắm, mới đi chùa về tưởng đâu là chắc mình ngộ đạo gì tôi không biết nữa, tối ngày cắm sâu chuỗi lần lần năm môi thần. Chồng nó kêu cơm nước gì chưa em, để từ từ đi, ăn mấy chục năm rồi nhịn đói bữa có sao đâu anh. Nói, em đang làm gì vậy? Em đang nhập tâm gì? Em đang niệm Phật, làm gì? Cầu giảng sanh đó. Thằng chồng nó tức lên, nó đập cho một phát thì chết thì giảng sanh thiệt à. Cho nên ý tôi muốn nói những cái chuyện này là tôi muốn nói với các vị, khi chúng ta đi chùa là chúng ta để học Phật, nghe Pháp và áp dụng lời dạy của Đức Phật vào thực tế cuộc đời, để chúng ta có cái mục đích cuối cùng là an lạc, là tự tại. Chứ không phải chúng ta đi chùa để phong trào, chúng ta không phải đi chùa bằng niềm tin không, chúng ta không phải đi chùa để cầu cúng bái lại van xin khấn vái lại lục, chúng ta không phải đi chùa là để xin xăm bói quẻ giải sao giải hạn, chúng ta không phải đi chùa là để ngoài cái việc cầu an cầu siêu ra, chúng ta không phải đi chùa là để cầu bệnh cầu tài cầu phú quý, chúng ta không phải đi chùa là để tụ năm tụ ba tụ bảy để bà tám đi nhiều chuyện để khẩu nghiệp. Chúng ta đi chùa là không phải để là đem những cái ô uế ngoài đời thị phi vào chùa, chúng ta đi chùa không phải để tạo bè tạo phái, chúng ta đi chùa không phải là để làm khổ gia đình, chúng ta đi chùa không phải để làm phiền não mọi người xung quanh, mà chúng ta đi chùa là để học hiểu và hành theo giáo lý của Đức Phật một cách sáng suốt và khéo léo. Các vị nên nhớ cái câu tôi chốt trong buổi nói chuyện hôm nay là đi chùa để học hiểu và làm theo lời Phật dạy một cách sáng suốt và khéo léo, để làm cái gì? Để có cái mục đích an lạc, tự tại và giải thoát cho mình, cho người, cho đời, cho gia đình mình, cho chồng mình,
cho con mình, cho cha mẹ mình, cho bản thân mình, cho cuộc đời chính mình hôm nay và mai sau. Thông qua giáo lý của Đạo Phật, chúng ta rút ra được kinh nghiệm gì cho cuộc đời? Đó là vô thường, đó là gì? Khổ đau. Thì chúng ta tìm kiếm hạnh phúc trong khổ đau, đó là sự giải thoát. Thông qua giáo lý của Đạo Phật, chúng ta rút ra được những bài học gì trong cuộc sống? Thông qua giáo lý của Đạo Phật, chúng ta áp dụng được gì trong cuộc đời? Thông qua giáo lý của Đạo Phật, chúng ta hiểu, học, nâng cao được cái gì trong nhận thức? Từ đó chúng ta đem và áp dụng vào đời sống, thì có cái giá trị thực tế. Chứ Đạo Phật không đến với mọi người bằng tín ngưỡng. Đạo Phật không thuần túy là một tôn giáo mang gốc gác của sự tín ngưỡng, mà Đạo Phật còn là một nền tảng triết lý sống cho cuộc đời. Cái câu nói này các vị cứ tư duy suy nghĩ rồi các vị sẽ hiểu ý tôi nói. Đạo Phật không hẳn là một tôn giáo thuần túy về góc độ tín ngưỡng, mà Đạo Phật còn là một triết lý sống, một triết lý nhân sinh sống cho con người thông qua những lời dạy của Đức Phật. Thế thì chúng ta phải hiểu rằng chúng ta đi chùa là để tiếp cận với cái triết lý sống đó, chứ không phải đi chùa để như các bạn trẻ, như giới trẻ thì đi chùa để chụp hình selfie đăng Facebook, check in rồi, hoặc là như các cô các chú đi chùa để tụ tập chia bè chia phái thị phi nhiều chuyện, hay không phải đi chùa là để cúng lại xin xỏ, hay không phải đi chùa là để chỉ ngoài cái mục đích là cúng vái lại lục vãng sinh, mà chúng ta đi chùa là để tỉnh thức. Bấy lâu nay chúng ta mơ màng giấc mộng chốn trần ai, hôm nay tỉnh thức ở chốn thiền môn. Chúng ta đi chùa là để học hiểu làm theo lời dạy của Đức Phật, để có một cái kết quả, một cái giá trị sống trong cuộc đời một cách thực tế và an lạc tự tại. Chứ không phải đi chùa là để vô đó đi nhiều chuyện, hay là không phải là đi chùa để vô đó để tụ năm tụ bảy, hay không phải đi chùa vô đó để cầu cúng khấn vái lại lục vãng sinh, không phải đi chùa để vô đó để trúc bầu tâm sự, hay không phải đi chùa để vô để vãng cảnh, hay không phải đi chùa để gọi là du lịch tham quan ngắm cảnh, hoặc là không phải đi chùa là để, nói chung là để nó nhiều cái hình thức. Thì chốt lại đi chùa là để tu, chứ không phải để xin. Cho nên chúng ta vào chùa chúng ta cũng bớt xin lại đi. Xin, xin đủ thứ à? Xin tài, xin lộc, xin bình an, xin sức khỏe, xin công danh, xin sự nghiệp, đủ thứ. Tôi nói với các vị hoài, cầu nguyện không phải là không có, nhưng mà phải thông qua phước đức của các vị nữa. Chứ không có ai tự dưng mà các vị vô các vị nguyện cho con đi chùa về cho con được bình an vô sự. Nhưng mà các vị mở miệng ra các vị chửi bới mắng nhiếc người ta không, mà các vị cứ cầu bình an vô sự sao được. Chửi bới mắng nhiếc gây khẩu nghiệp với người ta thì có ngày chúng nó cũng quánh. Mà cứ tới đứng trước cửa Phật thì Nam Mô Phật cầu nguyện cho con được bình an vô sự, mà ra khỏi cửa chùa thì chửi bới chửi lộn với người ta, hỏi sao bình an vô sự. Thấy không? Cho nên các vị phải nhớ, chúng ta đi chùa không phải để xin, mà đi chùa để tu, để học, để hiểu, để hành, để làm theo lời dạy của Đức Phật. Từ đó chúng ta mới có được sự an lạc của nội tâm. Tôi nói ví dụ như nè, hồi xưa giờ chúng ta chưa biết gì về đến Phật Pháp, chưa biết đi chùa, chưa biết gì đến Đạo Phật. Chúng ta thường hay sát sanh, thường hay trộm cướp, thường hay tà dâm, thường hay nói dối, thường hay cờ bạc rượu chè hút sách. Từ ngày chúng ta đi chùa, chúng ta nghe được những cái điều hay lẽ phải, nghe được những cái đạo đức, những lời dạy của Đức Phật, những lời dạy của chư tổ, những lời dạy của chư tăng ni. Chúng ta về, chúng ta áp dụng vào đời sống thiết thực của chúng ta. Chúng ta không sát sanh nữa, chúng ta không gian tham trộm cắp nữa, chúng ta không tà dâm ngoại tình nữa, chúng ta không nói dối hại người, không thị phi nữa, chúng ta không cờ bạc rượu chè hút sách nữa, thì cuộc đời của chúng ta có phải đi lên không? Nhờ đi chùa, nhờ học, nhờ hiểu, nhờ làm theo lời dạy trong chùa, theo lời dạy của Phật, theo lời dạy của Thánh Hiền, mà cuộc đời của chúng ta đi lên không? Đi lên cái gì? Đi lên cái nhận thức, đi lên cái đạo đức, đi lên cái được cái nhân cách, đi lên được cái phước báo, đúng không? Chứ không phải đi chùa là để vô là để xin, để lại lục, để khấn vái. Cái khấn vái van xin cầu nguyện lại lục nó chỉ là
cái phương tiện ban đầu sơ cơ vào chùa mà thôi. Thì giống như đầu buổi chia sẻ, tôi có chia sẻ với các vị vài mẫu chuyện đó, tức là có một số Phật tử đâu vì có biến cố ở ngoài cuộc đời cho nên mới biết đến chùa, mới biết đến Phật. Thì chúng ta tạm chấp nhận và thông cảm là chùa cũng là nơi để cho các vị gọi là gieo phước mà. Thì cái chuyện mà lại lục vang sinh khấn vái thì nó cũng gọi là không phải là không đúng, nhưng mà nó chỉ là phương tiện nhất thời thôi. Khấn vái lại lục vang sinh cầu nguyện nó chỉ là phương tiện nhất thời dành cho những Phật tử mới bước chân vào chùa thôi. Còn khi chúng ta đã đi chùa được nhiều năm, nhiều ngày, nhiều tháng và học hỏi, chúng ta phải bỏ thời gian để nghiên cứu, trao dồi, học hỏi những cái lời hay, ý đẹp, những cái lời dạy của Đức Phật. Thì chúng ta không hiểu chỗ nào, chúng ta phải tìm mọi cách gặp gỡ chư tôn thiền đức tăng ni để chúng ta hỏi, hoặc là hỏi thầy trụ trì, hoặc nếu như thầy trụ trì có bận quá thì ở trong chùa có thầy nào, chúng ta cứ cũng tìm mọi cách, tìm cơ hội để chúng ta tiếp xúc. Đừng có ngại gì cả, hãy cứ tiếp xúc với quý thầy, tiếp xúc với quý cô để làm gì, để mà học, để mà hỏi, để mà nghiên cứu về giáo lý, về cái chân lý của đạo Phật, để từ đó chúng ta rút ra những cái kinh nghiệm sống thực thụ cho bản thân mình, rồi đem cái kinh nghiệm đó về nhà chúng ta áp dụng, chúng ta sống, chúng ta tu, chúng ta làm theo cái kim chỉ nam lời dạy của Đức Phật, đem cái đạo đức, đem cái nhân cách, đem cái lối sống của Phật pháp vào đời sống, thì từ đó nó mới xoay được cái nghiệp của chúng ta, từ đó nó mới thay đổi được nhân quả của chúng ta, thì từ đó cái phước chúng ta nó sẽ tăng lên, cái nghiệp chúng ta nó sẽ tiêu đi, thì cuộc đời chúng ta mới có hạnh phúc. Còn nếu chúng ta chỉ đi chùa bằng niềm tin, chúng ta chỉ đi chùa bằng phong trào, chúng ta chỉ đi chùa bằng sự nhất thời, thì chúng ta sẽ không gặt hái được cái gì cao cả. Người ta đi chùa bằng học hỏi, bằng tư duy, bằng nghiên cứu, bằng thực hành, thì cuộc đời người ta đi chùa mới có cái sự gọi là thực tế áp dụng tu tập, thì cuộc đời người ta sẽ có hạnh phúc thật.